đề quý trời cho. Chương 561, tự cho là đúng. Sau khi tất cả mọi người lên xe, Lâm Thanh Diện nhanh chóng lái xe về phía cao ốc Lam Khấu. Hai người Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm rõ ràng vô cùng để ý chuyện Lâm Thanh Diện đến cao ốc Lam Khấu làm lái xe, thỉnh thoảng sẽ lườm Lâm Thanh Diện một cái. Phương Thành cũng nhìn ra Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm biết người tài xế đang lái xe, nhỏ giọng hỏi, hai người biết người tài xế này sao? Siêu Hân Du gật nhẹ đầu, nói, người này chính là Lâm Thanh Diện tôi từng nhắc đến với cậu, vốn tôi nghĩ anh ta đã chạy trốn rồi, không ngờ anh ta lại đến cao ốc Lam Khấu làm tài xế. Phương Thành lập tức mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc nói, anh ta chính là Lâm Thanh Diện quyên 3.000 tỷ cho trường chúng ta sao? Định mệnh, sao anh ta lại có thể làm tài xế được? Audio Điện tử Võ Tấn Bền Siêu Hân Du lập tức có chút khinh thường nói, ai biết 3.000 tỷ đấy có phải là của anh ta hay không, trước tôi đã nói với cậu, anh là tiểu bạch kiểm bị người khác bao nuôi, sau đó nghe anh ta dạy học, cảm thấy có thể là hiểu lầm, bây giờ nhìn anh ta đi làm tài xế, tôi đột nhiên lại có chút cảm thấy 3.000 tỷ kia là người khác đưa, bởi vì anh trêu chọc nhà họ tô, bị người ta đạp ra ngoài, cho nên chỉ có thể chạy đến đây làm tài xế. Phương Thành nghe nói thế, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh bỉ, mở miệng nói, tôi khinh thường nhất chính là loại ăn cơm mềm này, có tay có chân, lại dựa vào phụ nữ để sống, thật sự là làm mất mặt đàn ông. Cậu đừng nói như vậy, Lâm Thanh Diện giảng bài vô cùng tốt, có thể là anh ta đi nhầm một bước. Mặc dù mỗi ngày đều bị Diêu Hân Du nhắc đến, Lưu Hiểu Hàm đã không còn chút hảo cảm nào với Lâm Thanh Diện, nhìn cô ta vẫn không nhịn được nói thay Lâm Thanh Diện một câu. Nếu nói như vậy, anh ta càng làm người khác khinh bỉ, rõ ràng là có khả năng kiếm tiền, không đi dạy cho tốt, lại muốn đi tìm phú bà loại người này chính là tư tưởng có vấn đề nhờ phụ nữ mà trèo lên không ai tốt đẹp phương thành càng khinh bỉ nói siêu hân du vô cùng đồng ý gật nhẹ đầu cảm thấy lời này của phương thành không sai gì mặc dù mấy người bọn họ hạ giọng xuống nói chuyện nhưng mà không gian trong xe không quá lớn có chút động tính có thể nghe rõ ràng người ngồi bên cạnh trong xe cũng nghe được lời nói của ba người không ít người cũng khinh bỉ lâm thanh diện cũng không ngờ đến người tài xế đến đón bọn họ này lại là một người như vậy. Không ngờ trên thế giới vẫn còn loại người như vậy, rõ ràng có bản lĩnh, lại cứ muốn dựa vào phụ nữ ăn cơm, thật sự không biết xấu hổ. Ha ha, người như vậy bình thường cũng không kết cục tốt, lúc trước cho dù anh ta sáng lạn, nhưng bây giờ cũng không phải lưu lạc thành một tài xế rồi sao, đây là báo ứng. Không ngờ người lái xe này lại đắc tội với nhà họ tô, tôi phải chú ý một chút, cách xa anh ta một chút, không thể để anh ta làm xui xẻo theo. Nghe người bên cạnh trong xe bàn tán, trên gương mặt Phương Thành lộ ra nụ cười lạnh, cậu ta từ trước đến này là người không sợ gây chuyện, lúc biết tài xế chính là Lâm Thanh Diện mà Diêu Hân Du nói với cậu ta, nhớ đến những chuyện Diêu Hân Du nói với cậu ta về Lâm Thanh Diện, trong lòng cậu ta lại một xúc động muốn chào phúng Lâm Thanh Diện một lần. Nghĩ dù sao Lâm Thanh Diệu cũng đắc tội với người nhà họ Tô, anh cũng đã chạy đến làm tài xế rồi, vậy khẳng định cũng không dám kiêu ngạo nữa, hơn nữa một tài xế, có gì để mà kiêu ngạo chứ? Phương Thành đảo mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười xấu xa, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi trong góc, mở miệng nói với Lâm Thanh Diện ngồi ở vị trí lái xe, người anh em, nghe nói trước kia anh rất lợi hại mà, chính anh là anh quyên cho trường học 3.000 tỷ sao? Sao lại luân lạc đến mức làm lái xe thế này? Lâm Thanh Diện từ kính chiếu hậu lướt nhìn cậu trai này, vừa rồi những lời người phía sau nói anh cũng nghe được một ít, chỉ là anh sẽ không đi so đo gì với mấy học sinh còn chưa tốt nghiệp này, cho nên cũng phản ứng lại với bọn họ. Bây giờ nghe Phương Thành hỏi như vậy, trong lòng có chút cạn lời mở miệng nói, ngồi lại đi, thắt dây an toàn vào. Phương Thành cười ha ha, mở miệng nói, tại sao anh không trả lời vấn đề của tôi chứ, chẳng lẽ là trột dạ sao? Tôi nghe nói 3.000 tỷ đấy của anh là người phụ nữ bao nuôi anh cho à, chuyện này không phải là thật chứ. Lâm Thanh Diện thấy cậu trai này được một tức lại muốn đi một thước, cũng đáp lại một câu, giả đấy. Phương Thành nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, đầu tiên là sững sờ, trong lòng lập tức khinh bị Lâm Thanh Diện thật là một người không biết xấu hổ, chuyện rõ ràng như vậy, tên này còn không thừa nhận. Tôi từng thấy mặt dày, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như anh vậy, anh. Phương Thành cũng không sợ đắc tội với Lâm Thanh Diện, một người lái xe đụng vào nhà họ tô, cho dù gặp chuyện cũng phải rụt cổ lại. Nhưng mà lời cậu ta còn chưa nói hết, Lâm Thanh Diện đột nhiên đạp chân ga, sau đó mạnh mẽ xoay vô lăng, cơ thể Phương Thành theo quán tính trực tiếp ngã từ trên chỗ ngồi xuống dưới. Lâm Thanh Diện có kỹ thuật lái xe cao siêu muốn để Phương Thành chịu chút đau khổ, đương nhiên là một chuyện dễ dàng. Phương Thành chịu đau bò dậy từ đấy, ác độc nhìn về phía Lâm Thanh Diện, con mẹ nó là anh cố ý phải không? Tôi nói, mời cậu ngồi lại vào chỗ thắt dây an toàn, là chính cậu không nghe lâm thanh diện mở miệng phương thành lập tức nắm chặt nắm tay nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến lâm thanh diện lái xe cả xe người bọn họ đều sẽ bị nguy hiểm chỉ sợ bây giờ phương thành đã động thủ với lâm thanh diện phương thành được rồi cậu nhanh ngồi lại về chỗ đi siêu hân du nói một câu với phương thành phương thành hừ lạnh một tiếng ngồi về lại chỗ cũng nhớ thắt dây an toàn trên đường đi ba người phương thanh cũng thảo luận chuyện lâm thanh diện vì lúc ấy Lâm Thanh Diện làm cậu ta chịu đau, cho nên lúc Phương Thành nghị luận cũng không chút để ý đến Lâm Thanh Diện, trực tiếp lớn tiếng nói ra, giống như là muốn bày Lâm Thanh Diện ra trước mặt mọi người. Lâm Thanh Diện chỉ xem như không nghe thấy, nếu như anh tranh luận với đồ ngốc, vậy chính anh cũng sẽ trở thành đồ ngốc. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện lái xe đến trước cửa cao ốc Lam Khấu, sau khi dừng lại, để những người đến phỏng vấn bước từ trên xe xuống sau khi ba người diêu hân du từ trên xe bước xuống, cũng liếc nhìn Lâm Thanh Diện một cái. Phương Thành hung ác trợn mắt liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói anh chờ đó cho tôi, đợi phỏng vấn hôm nay của tôi kết thúc, tôi sẽ tính sổ với anh, tôi ở đây có quan hệ, quay lại tôi nhất định sẽ tìm thân thích trong nhà nói chuyện, để ông ấy đuổi tên tài xế như anh đi, đến lúc đấy ngay cả lái xe anh cũng không làm được, xem anh có hối hận hay không. Diêu hân du tròn mắt, trong lòng cũng suy nghĩ một chút, rồi đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện trước mặt, mở miệng nói, trước đây trong lòng tôi kỳ thật cho rằng anh rất lợi hại, nhưng những chuyện sau đó làm tôi nhận ra anh chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay chúng tôi sẽ phỏng vấn bên trong tập đoàn Lam Khấu, chỉ muốn trở thành nhân viên của tập đoàn Lam Khấu, chúng tôi có thể nói đây tương đương với thăng chức rất nhanh, đây là thứ một tài xế như anh không thể sánh nổi. Cho nên tôi hy vọng anh suy nghĩ lại vấn đề của mình, đừng cố tự cho là đúng. Nói xong, cô ta xoay người đi theo mấy người cùng đi kia vào trong cao ốc Lam Khấu. Nhìn bóng lưng Diêu Hân Du, Lâm Thanh Diện nở nụ cười, cái từ tự cho là đúng này, không biết dùng trên người cô ta lại càng thích hợp hơn. Thật không biết mấy người Diêu Hân Du bọn họ sau khi biết anh kỳ thật là ông chủ của tập đoàn Lam Khấu, sẽ có phản ứng thế nào. chương 562, Phỏng vấn Sau khi đám người Diêu Hân Du đi vào trong cao ốc Lam Khấu, lập tức bị thiết kế nội thất bên trong hấp dẫn, một tòa nhà cao lớn như vậy, toàn bộ đều thuộc về tập đoàn Lam Khấu. Ở đây phân công rõ ràng, quy hoạch các khu làm việc tương đối hợp lý, bên trong còn đủ loại khu nghỉ ngơi, khu tập thể hình, khu mỹ thực vân vân. Qua, wow, đây chính là công ty mỹ phẩm lớn nhất thành phố Tê Sao, thật là lợi hại. Siêu hân du nhịn không được tán thưởng một câu. Nghĩ đến sau này chúng ta sẽ làm việc ở đây, thật là kích động. Phương Thành cũng nói theo một câu. Mặc dù Lưu Hiểu Hàm không nói gì, nhưng cũng có thể trong lòng cô ta vô cùng kích động, bọn họ vào Đại học Phú Đơn chính là vì sau khi tốt nghiệp có được một công việc tốt, tập đoàn Lam Khấu là một nơi mà bọn họ ước mơ, có thể đến đây làm việc sẽ là kiêu hãnh của cả nhà bọn họ. Lúc mọi người đang tò mò đánh giá trong cao ốc Lam Khấu, quản lý nhân sự ăn mặc đồ công sở đơn giản rộng rãi đi đến trước mặt bọn họ, cười nói với bọn họ mấy câu, "Các vị, tôi là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Lam Khấu." rất vui khi các vị có thể đến công ty chúng tôi phỏng vấn mọi người thấy quản lý bộ phận nhân sự đến lập tức nghiêm túc nhìn người phụ nữ kia thậm chí muốn để lại một ấn tượng tốt trước người quản lý bộ phận nhân sự này có thể nói là hôm nay mọi người vô cùng may mắn hy vọng mọi người có thể đem theo sự may mắn này thuận lợi hoàn thành phỏng vấn hôm nay quản lý bộ phận nhân sự nói một câu sau đó dẫn mọi người đi vào bên trong may mắn cô ta nói là chỉ Lâm Thanh diện đích thân lái xe đưa bọn họ đến, đây tương đương với đãi ngộ cao, dưới cái nhìn của quản lý bộ phận nhân sự, đây là vô cùng may mắn. Mọi người đi phía sau, Siêu Hân dù có chút nghi hoặc quay đầu hỏi Phương Thành bên cạnh mình một câu, vì sao cô ta nói chúng ta vô cùng may mắn? Phương Thành cũng có chút nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, có thể cô ta nói riêng cho ba người chúng ta, thân thích nhà tôi hẳn là đã liên lạc xong với quản lý bộ phận nhân sự này cho nên mới nhắc đến một câu như vậy, có lẽ là vì muốn làm cho ba người chúng ta yên tâm hơn, phỏng vấn hôm nay ổn rồi. Siêu Hân Du nghe xong, cảm thấy có lý, cũng cười lên theo nói, xem ra vị thân thích này của nhà cậu đúng là đáng tin, chờ sau khi chúng ta thông qua phỏng vấn, tôi và Tiểu Hàm nhất định sẽ mời cậu một bữa cơm. Phương Thành lập tức khoát tay, gương mặt đắc y nói, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, chỉ là một cái phỏng vấn, đối với tôi chỉ là một câu nói. Không lâu sau, quản lý bộ phận nhân sự dẫn mọi người đến giữa một phòng họp lớn, hôm nay phỏng vấn sẽ diễn ra ở đây. Lúc này Thư Hân đang ngồi giữa phòng họp, là chủ tịch tập đoàn Lam Khấu, lại là đào nổi danh khắp thành phố T, Thư Hân đương nhiên muốn lộ mặt trước mấy người phỏng vấn này, nói mấy câu. Vị này là chủ tịch tập đoàn Lam Khấu của chúng tôi, cô Thư Hân, tin rằng mọi người có rất nhiều người cũng biết đến thanh danh của chủ tịch chúng tôi, chính là vì có cô ấy. Tập đoàn Lam Khâu chúng tôi mới có thể phát triển đến như này hôm nay quản lý bộ phận nhân sự giới thiệu tất cả mọi người đều bị dung mạo và khí chất của thư hân hấp dẫn trừ hai người diêu hân du và lưu hiểu hàm ngay lúc hai người nhìn thấy thu hân lập tức ngẩn cả người sau đó liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều có sự khó tin đây đây không phải là người đến đón lâm thanh diện ở sân bay hôm đó sao diêu hân du nhỏ giọng lẩm bẩm lưu hiểu hàm cũng gật nhẹ đầu thật sự không ngờ đến người này đó đón lâm thanh diện lại là chủ tịch tập đoàn lam khấu Phương Thành chú ý đến phản ứng của hai người, cười nói, sao thế, chẳng lẽ hai người cũng bị dung mạo của vị chủ tịch này làm khiếp sợ. Nhưng mà nói thật, chủ tịch này thật sự xinh đẹp, hơn nữa khí chất này, thật sự quá mê người. Siêu Hân Du nhìn Phương Thành, mở miệng nói, người kia, chính là cái người bao nuôi lâm thanh diện. Phương Thành lập tức xứng sờ, trong lòng cậu ta lập tức sinh ra một chút ghen tị, vốn cậu ta cho rằng người bao nuôi lâm thanh diện là một bà lão lớn tuổi. Không ngờ lại là vị chủ tịch mê người trước mặt này. Như một món bảo bối, chỉ sợ không người đàn ông nào có thể kháng cự, nếu như đôi thành cậu ta, cậu ta cũng tình nguyện bị bao nuôi. Nhưng mà rất nhanh cậu ta lại bình thường, bây giờ Lâm Thanh Diện chỉ là một tài xế của tập đoàn Lam Khấu, rất rõ ràng anh đã thất sủng rồi, hơn nữa không chừng công việc tài xế này là do anh mặt dày xin được, cho nên cậu ta không cần phải ghen tị với Lâm Thanh Diện làm gì thật không ngờ tên đó lại có vận khí tốt như vậy, đáng tiếc, anh ta căn bản không xứng với người như vậy, hôm nay chỉ có thể làm một tài xế, như vậy xem ra đúng là một câu chuyện cười mà. Phương Thành nhỏ giọng nói, siêu hân dù cũng gật nhẹ đầu theo, cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật là một chuyện cười, đồng thời cũng có chút kinh ngạc Lâm Thanh Nhiên thế mà có thể bò lên được chủ tịch tập đoàn Lam Khấu, xem ra trước khi chiêu chọc nhà họ tô, Lâm Thanh Diện cũng là một người có thủ đoạn. Không nghĩ nhiều nữa, Mấy người cũng bắt đầu tập trung tinh thần, nghe quản lý bộ phận nhân sự và thư hân nói chuyện. Quá trình phỏng vấn trên cơ bản đã xác định, sau khi quản lý bộ phận nhân sự giới thiệu thư hân xong, thư hân sẽ nói mấy câu với mọi người, đơn giản là khen mấy chỗ tốt của công ty mình, cùng với những người phỏng vấn này nếu có thể đến chỗ này làm, sẽ có rất nhiều đãi ngộ khác. Rồi sau đó, chính là mấy người phỏng vấn này tự mình giới thiệu, tất cả mọi người đều cố gắng thể hiện ưu điểm của mình. Hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt nhất cho người của tập đoàn Lam Khấu. Theo quá trình phỏng vấn, Phương Thành càng quyết tâm đến tập đoàn Lam Khấu làm việc, một mặt là vì đãi ngộ của tập đoàn Lam Khấu tương đối tốt, còn mặt kia là vì thư Hân. Trên đời này không có người đàn ông nào không có hứng thú với sắc đẹp, Phương Thành sao có thể đứng ngoài được? Sau khi nhìn thấy thư Hân, Phương Thành cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ càng cho tương lai của mình. Sau khi anh ta gia nhập tập đoàn Lam Khấu, muốn từng bước bò lên trên cuối cùng ngồi vào vị trí cao cấp của tập đoàn, sau đó sẽ có cơ hội theo đuổi thư hân, cậu ta vẫn còn có sự tự tin rất lớn vào bản thân mình. Mà đến lúc cậu ta thành công theo đuổi được thư hân, tập đoàn Lam Khấu cũng sẽ trở thành của cậu ta, như vậy còn lấy được danh lợi, lại còn có thể ôm người đẹp về, quả thật là chuyện hạnh phúc nhất đời. Nghĩ vậy, Phương Thành không tự chủ nở nụ cười. Thư Hân chú ý đến người đột nhiên ngây ngốc cười, trong lòng có chút phản cảm, làm đào nổi danh Nụ cười này cô ta thấy rất nhiều, đương nhiên biết rõ trong lòng người có nụ cười này nghĩ thế nào. Nhưng mà cô ta cũng không quá để ý, dù sao trong số đàn ông đã từng gặp qua cô, 10 người sẽ có 9 người cười như vậy. Mà Lâm Thanh Diện chính là người duy nhất không cười. Lúc phỏng vấn sắp kết thúc, một người đẩy cửa phòng họp ra, đi thẳng vào bên trong. Tất cả mọi người đều nhìn qua, sau khi thấy người đến, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì người này chính là người tài xế đón bọn họ đến đây, Lâm Thanh Diện. Chương 563, ông chủ chân chính. Ba người Diêu Hân Du cũng có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện đi đến, nghĩ mãi không rõ sao một người tài sẽ lại đến đây trong trường hợp này. Tại sao người này lại đến đây chứ? Lẽ nào anh ta không biết trong này đang tiến hành phỏng vấn sao? Anh ta muốn làm loạn cái gì? Diêu Hân Du nói một câu, gương mặt tràn đầy lo lắng. Vô cùng sợ Lâm Thanh Diện vì bọn họ mà đến đây làm loạn. Yên tâm đi, chủ tịch tập đoàn Lam Khấu đang ngồi ở đây, Lâm Thanh Diện này dù có lá gan lớn hơn nữa chỉ sợ cũng không dám quấy rối trước mặt chủ tịch, nếu không công việc tài xế này của anh ta cũng không giữ nổi. Phương Thành như có suy nghĩ mở miệng. Siêu Hân dù cảm thấy có lý, gật nhẹ đầu, nhưng mà vẫn nghĩ không ra vì sao Lâm Thanh Diện lại xuất hiện ở nơi này. Sau khi Lâm Thanh Diện đi vào, trực tiếp đi thẳng về phía thư hân giữa đó còn liếc nhìn ba người Diêu Hân Du, nụ cười trên mặt có phần thâm ý. Diêu Hân Du nhìn thấy nụ cười này của Lâm Thanh Diệt, lập tức nói với Phương Thành ở đối diện, người đó sao lại cười với chúng ta, hơn nữa nụ cười còn thâm trầm như vậy, anh ta không phải là thật sự đến làm loạn chứ. Phương Thành cũng là nhíu mày, thật sự là không hiểu nổi cái nụ cười này của Lâm Thanh Diện là có ý gì. Lưu Hiểu Hàm bên cạnh mặc dù trong lòng cũng nghi hoặc, nhưng mà vẫn nói một câu, có thể là tùy ý cười thôi, ngược lại chẳng có ý gì. Không được, không thể để anh ta phá hỏng buổi phỏng vấn này được. Vạn nhất lúc đó tên này làm ra chuyện đáng sợ nào đó lại đẩy trách nhiệm lên người chúng ta, vậy thì chúng ta thảm rồi. Siêu Hân Du vẻ mặt căng thẳng nói. Phương Thành Trần chờ một chút, mở miệng nói tôi đi đưa tên này ra ngoài, dù sao tôi ở đây cũng có quan hệ. Hơn nữa Lâm Thanh Diện này nhìn là đến quấy rối không chừng đến lúc đó chủ tịch còn có thể bởi vì tôi giải quyết phiền toái này mà khen tôi mấy câu đấy siêu hân du lập tức gật nhẹ đầu cảm thấy biện pháp phương thành nói này cũng ổn lúc này phương thành đứng lên khỏi chỗ dáng vẻ như muốn diệt trừ phiền toái lâm thanh diện này trước mặt chủ tịch đúng lúc đó thư hân cũng đứng lên nở một nụ cười với lâm thanh diện sau đó lại nhường lại vị trí của mình ngồi xuống ghế bên cạnh phương thành lập tức trợn tròn mắt cậu ta không ngờ chuyện sẽ như thế thư hân chủ động nhường ghế cho lâm thanh diên đây là có ý gì cậu ta vốn muốn mở miệng lập tức á khẩu không biết nói gì đứng tại chỗ không biết phải làm sao quản lý bộ phận nhân sự nhìn thoáng qua bên phía phương thành mở miệng hỏi bạn học này xin hỏi cậu có chuyện gì sao phương thành nuốt nước bọt gương mặt lúng túng nói không có không có việc gì chỉ là ngồi có chút không thoải mái đứng lên điều chỉnh một chút vậy cậu điều chỉnh xong thì nhanh chóng ngồi xuống quản lý bộ phận nhân sự rõ ràng đối phương thành hành động như này có hơi bất mãn Phương Thành lúc này liền vừa ngồi trở về, trên trán đã toát ra một ít mồ hôi lạnh. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lâm Thanh Diện ngồi trên vị trí thư hân vừa nhường lại. Định mệnh, người nọ không phải là lái xe sao, làm sao có thể ngồi ở chỗ chủ tịch vừa ngồi. Đây là làm sao, người tài xế này chẳng lẽ còn che giấu thân phận. Không phải chứ, ba người kia không phải nói anh ta là tên trai bao bị chủ tịch vứt bỏ sao, vì sao có thể ngồi ở chỗ kia. Quản lý bộ phận nhân sự sau khi Lâm Thanh Diện ngồi xuống, phủi tay, làm mọi người im lặng rồi cười nói, "Trước tôi nói với mọi người, hôm nay mọi người may mắn, là vì người tài xế đến đón mọi người hôm nay chính là ông chủ chân chính của tập đoàn Lam Khấu chúng tôi. Đây cũng là khảo sát nho nhỏ đối với mọi người, tin rằng trong quá trình đến đây, ông chủ của chúng tôi cũng có ấn tượng đại khái với mọi người, sau đây để ông chủ của chúng tôi nói hai câu." Sau khi mọi người nghe quản lý bộ phận nhân sự nói, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không ít người cũng theo bản năng mở to miệng nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Người lái xe vừa mới nhìn qua bình thường này lại là ông chủ tập đoàn Lam Khấu. Đây đối với bọn họ mà nói không có gì may mắn, dùng kinh hãi mà nói thì cũng không sai lắm. Trên đường đến đây bọn họ đều vì ba người Diêu Hân Du mà nhiều ít khinh bỉ Lâm Thanh Diện mấy câu, nếu như lúc đấy Lâm Thanh Diện nghe thấy được, vậy phỏng vấn hôm nay của bọn họ lạnh rồi. Trong lòng mọi người đều không yên sợ Lâm Thanh Diện vì lời nói của mình trước đây mà tức giận, đồng thời cũng ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của hai người Diêu Hân Du và Phương Thành một lần, sao lại nói với bọn họ hoàn toàn khác, hai người bọn họ thật sự là hại tất cả mọi người rồi. Lúc này ba người Diêu Hân Du cũng đang khiếp sợ, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được, quản lý bộ phận nhân sự lại nói Lâm Thanh Diện mới là ông chủ chân chính của tập đoàn Lam Khấu phương thành quay đầu nhìn về phía diêu hân du gương mặt lộ vẻ chất vấn cắn răng nói con em mờ sao nó không phải cậu nói người này là tiểu bạch kiểm bị chủ tịch vứt bỏ sao anh ta còn trêu chọc nhà họ tô sao bây giờ anh ta lại biến thành ông chủ của tập đoàn lam khấu rồi cậu đang đùa giỡn tôi có đúng không sắc mặt diêu hân du cũng có chút tái nhợt lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh miệng lẩm bẩm nói sao sao có thể như vậy sao anh ta có thể trở thành ông chủ tập đoàn lam khấu không phải là anh ta từ bên ngoài đến sao lưu hiểu hàm cũng không ngờ lâm thanh diện còn có thân phận như vậy nghĩ đến mình trước kia vì mấy lời nói của diêu hân du bỏ qua hảo cảm với lâm thanh diện trong lòng cũng có chút hối hận lúc sau cô ta mới lầm bầm một câu có lẽ từ lúc ban đầu là chúng ta hiểu lầm anh ta tất cả thảo luận của chúng ta đối với anh ta đều là phán đoán anh ta cũng chưa từng thừa nhận thậm chí còn lười cãi cọ với chúng ta mà chúng ta cũng chưa bao giờ muốn tìm chứng cứ Ba người cũng sinh ra một cảm giác vô lực, bây giờ, Diêu Hân Du mới thật sự hiểu rồi, rốt cuộc ai mới là người tự cho là đúng. Lâm Thanh diện quét mắt qua tất cả mọi người, sau đó nói, con người tôi tương đối hiền hòa, bởi vì trong công ty không có việc gì làm, nên đi làm tài xế một lần, nếu như chuyện này dọa đến mọi người, vậy thì xin mọi người thứ lỗi. Mọi người đều là sinh viên ưu tú, kỳ thật tôi cũng không còn gì để nói, chỉ cần năng lực mọi người đạt tiêu chuẩn đều có cơ hội đến công ty chúng tôi thực tập nhưng mà nếu phải nói gì đó vậy thì tôi sẽ cho mấy người có chút đặc biệt trong mọi người đều nói một chút vậy lâm thanh diện nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía phương thành như đang ngồi trên bàn trông phương thành cảm nhận được ánh mắt của lâm thanh diện cơ thể lập tức sợ run lên bạn học này tôi hỏi cậu một chút bây giờ cậu vẫn cho rằng tôi là tiểu bạch kiểm được thư hân bao dưỡng sao xin hỏi dũng cảm lúc nói câu này của cậu là từ đâu đến? Câu hỏi của Lâm Thanh Diện giống như cây kim bạc đâm vào trong lòng Phương Thành khiến cánh tay của Phương Thành cũng không nhịn được run lên. chương 564, không thể với tới. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên nghiêm túc, thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng, mọi người đều biết, ông chủ tập đoàn Lam Khấu này có thể sắp nổi bão rồi. Quản lý bộ phận nhân sự cũng không ngờ, trong những người đến công ty phỏng vấn này, lại có người vụ oan Lâm Thanh Diện như thế, Loại người này công ty bọn họ tuyệt đối không thể nhận, lúc nữa phỏng vấn xong thì đuổi người này ra ngoài vậy. Phương Thành ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, lúc này trong lòng cậu ta vô cùng hối hận, thậm chí còn có cả xúc động muốn đánh Diêu Hân Du một trận, dù sao Sở Dĩ cậu ta nói mấy lời như vậy với Lâm Thanh Diện, cũng là vì những chuyện của Lâm Thanh Diện mà Diêu Hân Du nói cho cậu ta biết. Một lúc sau, Phương Thành đứng lên khỏi chỗ ngồi, mở miệng nói thật. Thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời kia. Tôi cùng là vì tin lời của cô ấy nên mới có hiểu lầm đối với ngài." Phương Thành nói xong, trực tiếp chỉ chỉ Diêu Hân Du bên cạnh, vì giảm nhẹ lỗi của mình, lúc này anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn bán đứng Diêu Hân Du thôi. Diêu Hân Du lập tức trợn tròn mắt, cô ta không ngờ Phương Thành lại trực tiếp bán đứng mình, cô ta cũng vô cùng hối hận, tiếc cho cô ta tự mình rõ ràng, bởi vì quan hệ của cô ta và Lâm Thanh Diệt, chuyện này đã không còn đường sống nữa rồi. Lâm Thanh Diệt nhìn liếc qua Diêu Hân Du, sau đó tiếp tục chất vấn Phương Thành, cho nên nghe mấy câu từ người khác, có thể mở miệng vụ oan người khác. Cậu nói như vậy là muốn giải vây cho chính mình sao? Phương Thành lập tức á khẩu, không biết nên trả lời Lâm Thanh Diện thế nào. Công ty của chúng tôi không cần loại người như cậu, cho nên phỏng vấn của cậu hôm nay đã xong, cậu có thể đi trước, lần này tôi không so đo với cậu, nhưng nếu lần sau còn để tôi nghe được cậu nghị luận tôi như vậy sau lưng, tôi cũng sẽ không tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện với cậu như vậy. Lâm Thanh Diện mở miệng. Gương mặt Phương Thành căng thẳng, cầu khẩn Lâm Thanh Diện nói, anh Lâm, tôi thật sự là bị người khác lừa gạt, mới có thể nói như vậy, xin anh, cơ hội thực tập lần này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng, xin anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng thể hiện, đền đủ lỗi lầm của mình. Lúc này quản lý bộ phận nhân sự đột nhiên nhớ đến gì đó, mở miệng hỏi Phương Thành, cậu tên là Phương Thành, đúng không? Phương Thành lập tức gật đầu. Tôi nhớ ra rồi, Hôm nay có một đồng nghiệp từng nhắc đến cậu với tôi, làm tôi thả lỏng cho cậu và hai người bạn của cậu, vốn tôi cảm thấy chuyện này không có gì, nếu như các cậu thật sự ưu tú, thả lỏng cũng không phải không thể, nhưng không ngờ cậu thế mà lại là người như vậy, thật sự là làm tức chết tôi rồi, bây giờ tôi cũng muốn tìm người kia lý luận một chút, anh ta đây là giới thiệu hạng người gì đến cho tôi đây?" Quản lý bộ phận nhân sự có chút tức giận nói. Sắc mặt Phương Thành càng trở nên khó coi, hoàn toàn không ngờ đến là một chuyến vốn nên vui vẻ lại trở thành như bây giờ. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn quản lý bộ phận nhân sự, mở miệng nói, đi gọi người đồng nghiệp của cô đến đây. Quản lý bộ phận nhân sự gật nhẹ đầu, ra khỏi phòng họp, đi gọi người. Không lâu sau, quản lý một phận nhân sự đưa một người đàn ông trung niên vào phòng họ này, người đàn ông trung niên này rõ ràng vẫn không biết xảy ra chuyện gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tươi tắn, cung kính hỏi Lâm Thanh Diện một câu, ngài Lâm, không biết ngài gọi tôi đến là có chuyện gì? Lâm Thanh Diện đưa tay chỉ Phương Thành, hỏi cậu ta là gì của ông? Người đàn ông trung niên nhìn Phương Thành, trong lòng cũng có một tia dự cảm không lành, nhưng mà cũng không dám giấu giếm nói, cậu ấy, cậu ấy là cháu họ ngoại của tôi. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, vậy ông cũng có một người cháu họ ngoại thật tốt, với phẩm hạnh này của cậu ta, ông còn muốn mở cửa sau để cậu ta vào công ty chúng ta, chẳng lẽ ông muốn công ty của chúng ta bị hủy trong tay loại người này sao? sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, vội vàng nói, Ngài Lâm, không biết người cháu họ ngoại này của tôi đã làm việc gì, lại khiến Ngài Lâm tức giận như vậy. Từ ông hỏi cậu ta đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Người đàn ông trung niên lập tức đi đến trước mặt Phương Thành, chừng mắt hỏi, tên nhóc con, cậu mang đến cho tôi tai họa gì, nhanh nói. Phương Thành ấp úng nói ra chuyện mình chào phúng khiêu khích vụ oan Lâm Thanh Diện trên xe, người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, tức đến nỗi trực tiếp tát Phương Thành. Cậu đúng là không chịu thua kém, thật sự là có bản lĩnh, thậm chí còn dám vụ oan của ông chủ của chúng tôi, cậu là cảm thấy muốn lên trời rồi sao? Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên. Gương mặt Phương Thành uất ức, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Lâm Thanh Diện nhìn qua người đàn ông trung niên kia, nói ông là người lớn của cậu ta, vậy cậu ta nuôi thành cái phẩm hạnh như vậy, ông cũng không thoát được quan hệ. Từ hôm nay, ông bắt đầu làm từ nhân viên vệ sinh ở tầng chót đi, nghĩ lại cho tốt tại sao mình lại muốn cho loại người thế này đi cửa sau cơ thể người đàn ông trung niên lập tức cứng đờ nhưng mà ông ta biết cho người thân đi cửa sau là không đúng hơn nữa người cháu họ ngoại này của ông ta thế mà còn vu oan lâm thanh diện lâm thanh diện không trực tiếp sa thải ông ta là tốt rồi vâng ngài lâm người đàn ông trung niên mở miệng ông có thể mang cậu ta đi rồi lâm thanh diện lại nói người đàn ông trung niên cũng không nói thêm gì xoay người trực tiếp kéo tay Phương Thành, lôi cậu ta đi ra ngoài. Nhóc con, lần này cậu hại tôi thảm rồi, để xem tôi xử lý cậu thế nào. Hai người rời khỏi phòng họp, tất cả mọi người nghe thấy từng loạt tiếng mắng từ bên ngoài truyền vào, cùng với tiếng cầu xin của Phương Thành. Trong phòng họp đột nhiên có sự yên lặng ngắn ngủi, không ai dám lên tiếng, gương mặt siêu hân du càng căng thẳng, lâm thanh diện đối với Phương Thành như vây, sao có thể bỏ qua cho cô ta được, không chừng chỉ trích với cô ta còn nghiêm khắc hơn so với Phương Thành. Cô ta đã chuẩn bị phải đi xong, biết được đây là họa do miệng mình nói ra, muốn chạy cũng chạy không thoát nổi. Nhưng mà làm Diêu Hân Du bất ngờ chính là, Lâm Thanh Diên chỉ thản nhiên liếc nhìn Diêu Hân Du, mở miệng nói cô cũng đi thôi, công ty chúng tôi không cần người như cô. Một câu vô cùng đơn giản, làm Diêu Hân Du có chút mơ màng, cô vốn cho là Lâm Thanh Diên sẽ mượn cơ hội này, mạnh mẽ trả thù lại cô. Tôi, tôi cứ như vậy là có thể đi rồi. Siêu hân dù vẫn có chút mơ màng, mở miệng hỏi một câu. Bằng không cô còn muốn tôi đưa cô về sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Siêu hân du nhìn đến biểu cảm lạnh như băng của Lâm Thanh Diện, lập tức hiểu vì sao. Lâm Thanh Diện căn bản không đặt cô ta vào trong mắt. Mình cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể vì thái độ trước đó của mình, trả thù mình, bởi vì trong lòng cô ta, mâu thuẫn với Lâm Thanh Diện đã không còn là chuyện nhỏ rồi. Nhưng mà trong lòng Lâm Thanh Diện, cho đến bây giờ cũng không xem chuyện này là chuyện gì quan trọng. Loại cảm giác này làm trong lòng Diêu Hân Du càng bất đắc dĩ, cái này so với trả thù cô ta một trận, càng làm cô ta khó chịu hơn. Thì ra từ lúc bắt đầu, Lâm Thanh Diện không xem cô ta là một chuyện, tất cả đều là cô ta tự cho mình là đúng mà thôi. Sau khi suy nghĩ chuyện này cẩn thận, Diêu Hân Du đứng lên, gương mặt cúi thấp đi ra ngoài phòng họp, cô ta biết cô ta đã không còn tư cách ở lại nơi này. Lưu Hiểu Hàm vốn cho là mình cũng bởi vì Diêu Hân Du sẽ bị Lâm Thanh Diện trực tiếp đuổi đi, nhưng làm cô ta không ngờ được là, sau Lâm Thanh Diện cho Diêu Hân Du rời đi, cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, giao chuyện còn lại cho Thư Hân và quản lý bộ phận nhân sự. Cô ta cũng không ngốc, hiểu Lâm Thanh Diện không đuổi cô ta đi, là vì thái độ trước đây của cô ta với Lâm Thanh Diện cũng không quá kem, nhưng chỉ vậy không hơn. Từ đầu đến cuối Lâm Thanh Diện đều không liếc nhìn cô ta, điều này làm cho trong lòng Lưu Hiểu Hàm vô cùng mất mát, không có hiểu lầm với Lâm Thanh Diện, cô vẫn có rất nhiều hảo cảm với Lâm Thanh Diện. Mà bây giờ cô ta mới hiểu được khoảng cách giữa mình và Lâm Thanh Diện, người đàn ông này, xa không với tới nổi. chương 565, Hạ Thuốc Giữa một nhà hàng Tây Hai người Lâm Thanh Diện và Thư Hân ngồi trước bàn, bên cạnh có một người nước ngoài mặc Âu Phục đang yêu nhã kéo violin, khung cảnh cả nhà hàng tương đối thoải mái làm người ta có một cảm giác thư thái cô gái tên lưu hiểu hàm kia tôi thấy cũng không tệ cuối cùng quyết định cô ta rồi không ngờ thế mà lại từ chối cô ta đây là sợ ông chủ như anh ăn mất cô ta sao thư hân mở miệng cười mỗi người có yêu cầu của mình người ta chọn thế nào là chuyện của người ta không liên quan đến tôi lâm thanh diện mở miệng anh đúng là một người nhàm chán nói chuyện phiếm với anh tôi mới biết cái gì gọi là chấm dứt chủ đề Thư Hân mở miệng. Lâm Thanh Diện nhún vai, không chút để ý đến cách nhìn của Thư Hân với mình. Cậu chủ nhà họ Hàn đã trở về, người này tên là Hàn Đông, là người cuồng chiến đấu, mấy năm anh ta rời đi này, là đến Nhật Bản đi theo một vị đại sư cách đấu học tập. Thư Hân nghĩ nghĩ, rời chủ đề. Mặc kệ là ai, chỉ cần đánh chủ ý lên vợ của tôi, đừng nói là đại sư cách đấu, cho dù là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, tôi cũng sẽ làm anh ta tâm phục khẩu phục. Lâm Thanh Diện cười cười, đối với chiến đấu từ trước đến nay anh đều có sự tự tin rất mạnh hàn đông này sau khi trở về lập tức bắt đầu xuất hiện trong các lôi đài ngầm lớn nhỏ ở thành phố t hơn nữa thực lực của anh ta quả thật vô cùng mạnh đến nay vẫn không có ai đánh bại anh ta nếu như anh thật sự có tự tin với thực lực của mình như vậy không bằng đến đánh với anh ta một trận đi thư hân trêu chọc nói bây giờ còn chưa phải lúc đợi thời cơ chín mùi tôi đương nhiên sẽ lãnh giáo thực lực của anh ta một chút lâm thanh diện trả lời chuyện tôi giao cho cô thế nào rồi thư hân nở nụ cười mở miệng nói tôi làm việc anh yên tâm sắp xếp lần này đủ cho nhà họ hàn uống một bình rồi bây giờ cũng đang chờ thời cơ chín muồi như anh lâm thanh diện gật nhẹ đầu ăn miếng thịt bò cuối cùng trong đĩa lúc này điện thoại thư hân nhận được một tin nhắn cô ta nhìn lướt qua đưa cho lâm thanh diện người anh tâm tâm niệm niệm muốn ra ngoài anh không đi theo bảo vệ một chút Lâm Thanh Diện nhìn qua điện thoại của Thư Hân, nhìn thấy trên đó nói hứa Bích Hoài và Hổ Phách đã rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, nhìn dáng vẻ là muốn đến quảng trường nhân dân giải sầu. Sau lần trước Lâm Thanh Diện trở về từ biệt thự nhà họ Tô, cũng để Thư Hân sắp xếp người 24 tiếng đồng hồ canh gác, chỉ cần hứa Bích Hoài đi ra, lập tức báo cáo. Lâm Thanh Diện cầm khăn tay lau miệng mình, cũng không chào hỏi Thư Hân, trực tiếp đi đến cửa nhà hàng ra ngoài. Thư Hân đương nhiên biết Lâm Thanh Diện muốn đi làm gì, trong lòng cũng tức giận một trận, thầm nói, đi cũng không chào hỏi, thật sự là tức chết người mà. Thông qua khoảng thời gian ở chung với Lâm Thanh Diện này, Thư Hân cũng nắm được phần lớn tính cách của Lâm Thanh Diện, hơn nữa thông qua thủ đoạn của mình, làm Lâm Thanh Diện hạ thấp phòng bị với mình, nếu không hôm nay sao hai người bọn họ có thể cùng ăn cơm tây ở đây. Lâm Thanh Diện vốn giảm xuống sự phòng bị với Thư Hân cũng sẽ hay nói chuyện với Thư Hân mấy câu nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến hứa bích hoài, Lâm Thanh Diện sẽ lập tức không đếm xỉa đến Thư Hân, điều này làm Thư Hân ghen ghét. Cô ta nhìn theo hướng Lâm Thanh Diện ra ngoài, như là một cô gái nhỏ, tức giận phồng cả hai miệng lên, trong ánh mắt có sự ghen tuông. Quảng trường nhân dân Sau khi Lâm Thanh Diện đến đây, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm hình ảnh của hứa Bích Hoài, đồng thời vì không để hứa Bích Hoài nhận ra, anh còn đặc biệt mua một cái mũ lưỡi chai. Bây giờ hứa Bích Hoài hiểu lầm không nhỏ với Lâm Thanh Diện, cho nên quả thật Lâm Thanh Diện chỉ có thể âm thầm nhìn xem hứa Bích Hoài, nếu như gặp mặt chính Diện, hứa Bích Hoài không chừng sẽ quay đầu bỏ chạy. Dạo qua quảng trường nhân dân một vòng, Lâm Thanh Diện cũng không nghe thấy tiếng của hứa Bích Hoài, trong lòng lại nghĩ hứa Bích Hoài đi giải sầu, chắc chắn sẽ không đến nơi nhiều người, vì vậy anh đi đến bên phía vườn hoa nhỏ bên cạnh quảng trường nhân dân. Lúc đi được nửa đường, Lâm Thanh Diện liếc về một tiệm bán trà sữa bên cạnh, có một bóng dáng quen thuộc đúng là người hầu kia của hứa bích hoài hổ phách anh lập tức nhìn xung quanh quán trà sữa hồ phách ở đây hứa bích hoài chắc cũng đang ở gần đây nhưng mà nhìn một lúc lâu lâm thanh diện vẫn không phát hiện bóng dáng của hứa bích hoài anh cũng không sốt ruột nếu như đã tìm được hồ phách vậy chỉ cần cứ lặng lẽ đi theo cô ta có thể tìm thấy được hứa bích hoài cho nên anh ở bên ngoài tiệm trà sữa đợi một lúc đợi hổ phách cầm hai ly trà sữa từ tiệm trà sữa đi ra anh đè thấp vành nón của mình lặng lẽ đi theo hổ phách quả thật đi về phía vườn hỏa nhỏ chỉ có điều lúc này ở đây là nơi không có ai hổ phách quay đầu nhìn bốn phía đi đến trước một cái ghế đá đặt hai cốc trà sữa xuống mở nắp một ly trà sữa ra lấy gói giấy ra đổ bột phấn trong đó vào nhìn thấy một màn như vậy lâm thanh diện lập tức nhíu mày không biết thứ hổ phách cho vào trong trà sữa kia là cái gì nếu như không đoán sai hai cốc trà sữa này một cho hứa bích hoài mà lâm thanh diện cũng tin rằng cốc trà sữa hổ phách cho đồ vào kia khẳng định không phải cho tự mình muốn ngăn lại nghi ngờ trong lòng mình lâm thanh diện đợi hổ phách tiếp tục đi qua vườn hoa nhỏ yên lặng đi theo tiếp xúc lúc trước làm lâm thanh diện biết rõ hổ phách không phải người tốt gì anh tuyệt đối không thể tin là thứ hổ phách cho vào trong trà sữa là thuốc chuyên trị mất trí nhớ cho hứa bích hoài Chẳng lẽ là Tô Thành Hải biết mình không thể đối phó với Lâm Thanh Diệt, lại không thể chờ mặt với nhà họ Hàn, cả hai đều khó, muốn độc chết hứa Bích Hoài, đến lúc đó sẽ tìm lý do nói hứa Bích Hoài đã xảy ra chuyện, như vậy sẽ không phải phiền lòng vì những chuyện này nữa. Bất luận là lý do gì, Lâm Thanh Diệt cũng khó có thể để hứa Bích Hoài uống cốc trà sữa kia. Sau khi hổ phách đến vườn hoa nhỏ không lâu, Lâm Thanh Diện nhìn thấy hứa Bích Hoài ngồi trên ghế dài dưới gốc cây, trong tay còn cầm một quyển sách, đang cúi đầu xem. Hổ phách cầm trà sữa đến trước mặt hứa bích hoài, trên gương mặt có một nụ cười tự nhiên, mở miệng nói, tiểu thư, trà sữa mua về rồi, trà sữa nhà này vô cùng ngon, tin rằng sau khi tiểu thư uống xong sẽ thích nó. Nói xong, hổ phách đưa một ly trà sữa trong tay mình cho hứa bích hoài, chính là ly trà sữa mà cô ta đã cho đồ vào kia. Hứa bích hoài nhận trà sữa, trên mặt cũng tươi cười, mở miệng nói, người thấy rất thơm, Mặc dù tôi không nhớ trước đây tôi có thích uống trà sữa hay không, nhưng hương vị này làm tôi có xúc động muốn uống nó. Hổ phách cười cười, nói trước kia tiểu thư cũng rất thích uống đó, lúc đó mỗi ngày còn muốn mấy lý, nhanh thử đi, vị này chính là đặc sắc của tiệm bọn họ đó. Hứa bích hoài gật nhẹ đầu, mở cốc trà sữa kia ra, định uống một ngụm. Đúng lúc đó, một cánh tay từ sau lưng hứa bích hoài đưa đến, trực tiếp lấy cốc trà sữa kia đi cô cho cái gì vào trong cốc trà sữa này? Hai mắt lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào hổ phách, có từng tia lạnh phát ra. Audio điện tử võ tấn bền chương 566 tiêu diệt như cũ Hổ phách và hứa bích hoài không ngờ bây giờ lại có người đột nhiên xuất hiện cướp ly trà sữa đi, bọn họ đều giật mình. Lúc lâm thanh diện nói như thế, hổ phách cảm thấy trột dạ không ngờ việc mình bỏ thuốc vào trong ly trà sữa lại bị lâm thanh diện nhìn thấy Cô ta bực bội quay phát đầu sang chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi cất tiếng hỏi, lại là anh nữa hả, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh chạy đến chỗ chúng tôi quậy thì thôi đi, bây giờ lại còn chạy đến nơi này, anh nghĩ rằng nhà họ tô là hạng tầm thường à. Sau khi nhìn thấy rõ người ấy là Lâm Thanh Diện, cô cũng nhíu mày lại, rõ ràng cô cảm thấy bất mãn khi Lâm Thanh Diện đột ngột xuất hiện và cướp đi ly trà sữa của mình. Lâm Thanh Diện không hề quan tâm đến sự hống hách của hổ phách, đợi đến khi cô ta nói xong, anh mới hỏi, tôi hỏi cô, cô bỏ cái gì vào trà đấy? Gương mặt hổ phách lập tức lộ ra vẻ hoang mang, có điều cô ta nhanh chóng tìm được cách ứng phó, cô ta gầm lên, anh nói nhăng nói của cái gì đấy, tôi chẳng có bỏ cái gì vào ly trà sữa hết, anh có ý kiếm chuyện đúng không, khó khăn lắm cô chủ nhà tôi mới uống được một ly trà sữa mà còn bị anh cản, đúng là đáng ghét thật. Hứa Bích Hoài đứng trước mặt hổ phách, cô nhíu mày nhìn Lâm Thanh Diện rồi cất tiếng nói, rốt cuộc anh muốn làm gì trước kia chúng tôi đã đối xử khoan dung với anh lắm rồi, tại sao anh cứ năm lần bảy lượt quấy rối chúng tôi kia chứ? Bích Hoài, cô ta bỏ thứ gì đó vào trong trà sữa của em, rất có thể cô ta muốn hãm hại em, cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Lâm Thanh Diện nói với hứa Bích Hoài. Hổ phách vừa nghe thấy thế lập tức nổi nóng ngay, cô chủ, cô đừng nghe anh ta nói nhăng nói cuội, anh ta muốn chia rẽ quan hệ giữa chúng ta đó, lòng dạ người này rất khó lường, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi nếu như ly trà sữa này không có vấn đề gì thế thì bây giờ cô uống nó cho tôi chỉ cần cô uống thì tôi sẽ xin lỗi cô ngay lâm thanh diện nói với cô ta hổ phách lập tức cảm thấy chột dạ ánh mắt cô ta không dám nhìn thẳng vào lâm thanh diện nữa ai mà biết hồi nãy anh giật lấy cái ly rồi có bỏ thêm thứ gì vào trong đó hay không chứ tôi sẽ không bị anh lừa đâu thế thì tôi sẽ lấy ly trà sữa này đi làm kiểm tra nếu như để tôi điều tra ra được cô bỏ thứ gì vào trong đó, chắc chắn cô không xong với tôi đâu. Lâm Thanh Diện hừ lạnh. Hổ phách cảm thấy hơi hoang mang, cô ta nhìn ly trà sữa trong tay Lâm Thanh Diện chầm chầm rồi duỗi tay muốn cướp lấy nó. Lâm Thanh Diện giơ cao tay lên, tránh đi tay của hổ phách, anh lạnh lùng nhìn cô ta. Hổ phách lập tức cảm thấy sốt ruột, cô ta quay đầu nói với hứa bích hoài, cô chủ, đây là trà sữa của chúng ta, không thể để cho cái tên đáng ghét này giành được, anh ta còn muốn mượn lấy nó để đổ oan cho tôi lòng giả của anh ta nham hiểm thật đấy cô chủ mau giúp tôi lấy lại đi rồi sau đó hổ phách lại nhào vào người lâm thanh diện lâm thanh diện tránh người đi anh lạnh giọng mà nói nếu như cô không làm gì thẹn với lòng mình thì tại sao lạ sợ tôi lấy chiếc ly này đi làm giám định rõ ràng anh muốn lấy ly trà sữa này để đổ oan cho tôi vì tôi không muốn anh đổ oan cho mình nên mới muốn giành lại anh mau trả trà sữa lại cho tôi hổ phách ré lên. Với võ công của Lâm Thanh Diện, hổ phách muốn giựt thứ đồ trong tay anh là chuyện không thể nào. Hổ phách thấy mình không giựt lại được bèn dứt khoát ôm chầm lấy Lâm Thanh Diện, muốn làm ly trà sữa trên tay anh đổ đi, nếu là thế thì Lâm Thanh Diện sẽ không tài nào đi làm giám định được. Lâm Thanh Diện không ngờ người hầu của hứa Bích Hoài lại bám dai như thế, thấy cô ta ôm mình, anh dứt khoát nhấc chân đá vào người cô ta, khiến cô ta ngã sắp ra mặt đất. Hứa Bích Hoài thấy thế bèn đến đỡ hổ phách dậy, gương mặt xinh xắn của cô toát ra vẻ tức giận, cô quát lên với Lâm Thanh Diện, đủ rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì, nếu như anh cần tiền thì tôi có thể cho anh, anh cần gì phải vô duyên vô cớ đánh người kia chứ. Lâm Thanh Diện thấy hứa Bích Hoài có nổi giận cũng dịu dàng như thế, trong lòng anh cảm thấy thương cô cực kỳ. Người hầu nữ của hứa Bích Hoài bỏ thuốc vào trong ly trà sữa là để hãm hại cô, đã là thế rồi, làm sao anh có thể yên tâm để hứa Bích Hoài ở lại nhà họ tô nữa kia chứ? Cô chủ, cô mau gọi điện thoại cho ông chủ dặn ông ấy cử người đến đón chúng ta, chứ bằng không hôm nay chúng ta sẽ bị cái tên này hại đó. Hổ phách cất tiếng nói. Hứa Bích Hoài vội vàng gật đầu, cô vội vàng lấy điện thoại ra, toàn gọi cho Tô Thành Hải. Lâm Thanh Diện thở dài bất đắc dĩ, anh đi đến trước mặt hứa Bích Hoài rồi duỗi tay cầm lấy điện thoại của cô, Bích Hoài, sau khi em khôi phục trí nhớ, chắc chắn em sẽ nhận ra anh chẳng có ác ý gì với em cả. Chẳng qua bây giờ em bị nhà họ tô lừa lọc mà thôi, anh không thể để cho em về nhà họ tô được, nơi đó còn có nguy hiểm chưa thể xác định, bởi thế chỉ đành để cho em chịu chút khổ mà thôi. Anh, hứa Bích Hoài gọi Lâm Thanh Diện một tiếng, anh duỗi tay ra ránh vào sau lưng hứa Bích Hoài, khiến cho cô mất đi. Hổ phách thấy hứa Bích Hoài ngất đi thì lại càng sốt ruột hơn nữa, Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, anh, anh có biết mình đang làm gì không hả? Nhà họ Tô là một thế lực có thể một tay che trời ở thành phố Tê đó. Anh đối xử với cô chủ nhà chúng tôi như thế, đến lúc đó anh sẽ phải hối hận. Đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi khuyên cô tốt nhất là thật thà nói cho tôi biết sự thật đi, rồi tôi sẽ tha cho cô một mạng. Chứ bằng không đừng nói là nhà họ Tô, đến cả nhà họ Hàn tôi cũng có thể tàn sát hết cả. Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh tanh. Hổ phách biến sắc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại ăn nói đanh thép như thế này, có điều cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ dọa dẫm mình mà thôi, bởi thế không định nói sự thật cho anh biết. Anh bất hù dọa tôi đi, đến nhà họ tôi anh cũng không đụng chạm đến nổi chứ đừng bảo là nhà họ Hàn, nếu anh còn chấp mê bất ngộ, cuối cùng chỉ còn con đường chết mà thôi. Thấy hổ phách không chịu nói thật, anh cũng chẳng tiếp tục nhiều lời với cô ta mà lấy điện thoại gọi cho Thư Hân một cuộc, bảo cô ta lái xe qua đón bọn họ hổ phách thấy lâm thanh diện không để cho cô ta đi bèn nhổm người dậy định bỏ chạy lâm thanh diện kéo cô ta lại đá vào chân hổ phách khiến cho cô ta không tài nào tháo chạy nổi chẳng bao lâu sau chiếc xe của thư hân chạy đến bên vườn hoa nhỏ sau khi ôm hứa bích hoài lên xe lâm thanh diện kéo hổ phách cùng rời khỏi nơi này tòa nhà lam khấu ở hành lang khu nghỉ ngơi lâm thanh diện đang đi qua đi lại ở nơi này hứa bích hoài đã được anh ôm vào trong phòng nghỉ anh đánh hứa bích hoài một cái chắc hẳn cô ấy sẽ ngủ cả ngày hồ phách bị thư hân nhốt lại trước lúc cô ta chưa chịu nói thật thì sẽ không thả cô ta ra ly trà sữa ấy đã được mang đi giám định rồi bây giờ lâm thanh diện đang chờ đợi kết quả tiện thể suy đoán về một vài khả năng có thể xảy ra một hồi lâu sau tiếng giày cao gót vang lên thư hân cầm một bản giám định đến cho anh xem lâm thanh diện lập tức bước đến đón cô ta ngay anh cất tiếng hỏi kết quả giám định ra sao sắc mặt thư hân hơi phức tạp, cô ta đáp, đúng là trong ly trà sữa ấy có chứa thành phần khác, bác sĩ giám định có nói. Là thuốc phá thai, chương 567, chỉ là cách làm không đúng mà thôi. Lâm Thanh Diện lập tức chừng to mắt, anh nhìn Thư Hân với vẻ bất ngờ rồi lại hỏi thêm một câu, là cái gì? Thư Hân nhìn thấy vẻ hoang mang hiện lên trong ánh mắt luôn bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng của Lâm Thanh Diện, thế là cô ta lặp lại một lần nữa si sô anh nghe trong ly trà sữa có chứa thuốc phá thai. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy ra đầu mình tê dại, nếu như trong ly trà sữa có chứa thuốc phá thai, thế thì chẳng phải chứng minh rằng hứa bích hoài có thai rồi hay sao? Thân là một người đàn ông, Lâm Thanh Diện lập tức nghĩ đến việc có phải cái thai trong bụng là của mình hay không, dù gì hứa bích hoài mất tích hai tháng trời, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong khoảng thời gian dài như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức nổi giận, vốn dĩ anh cứ cho rằng nhà Tô chăm sóc hứa Bích Hoài chu đáo lắm chứ, nhưng điều duy nhất anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Lâm Thanh Diện, Thư Hân lập tức bật cười rồi hỏi, anh đang nghĩ đứa trẻ này có phải là con mình không à? Lâm Thanh Diện nhìn Thư Hân, anh cũng không phủ nhận. Quả nhiên, về phương diện này anh chẳng khác gì với những người đàn ông khác cả. Thư Hân nở nụ cười trêu cợt như thể phát hiện ra chuyện gì vui lắm vậy, thật ra nếu như cô ấy mang thai, rất có thể đứa trẻ này là con của anh, nhà họ tô muốn dùng cô ấy để liên hôn với nhà họ Hàn, hai người bọn họ vẫn chưa gặp mặt lần nào, trước lúc đó chắc chắn nhà họ tô không ngu mốc đến mức để cho người khác tiếp xúc với hứa bích hoài đâu. Nghe Thư Hân nói thế, Lâm Thanh Diện lập tức trở nên bình tĩnh, anh cảm thấy cô ta nói cũng có lý, khi nãy anh hơi mất kiểm chế khi nãy đến chuyện này mau bảo bác sĩ của cô làm kiểm tra cho cô ấy đi, tôi muốn biết cô ấy có mang thai thật hay không." Lâm Thanh Diện đáp. Thư Hân gật gật đầu, lập tức gọi bác sĩ đi làm kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ mang theo máy móc vào căn phòng Hứa Bích Hoài đang nằm, rồi đưa ra kết luận đã mang thai tầm 3 tháng khi kiểm tra hoàn tất. Nghe thấy kết quả này, Lâm Thanh Diện thở phào một hơi, 3 tháng trước Hứa Bích Hoài vẫn còn ở Hồng Thành, điều này có thể chứng minh rằng Hứa Bích Hoài đang mang thai con của Lâm Thanh Diện cũng có thể giải thích tại sao nhà họ Tô lại cho hứa Bích Hoài uống thuốc phá thai. Sau khi vui mừng một lúc, trong lòng Lâm Thanh diện lại bắt đầu thấy tự trách, anh nghĩ đến tất cả những gì hứa Bích Hoài đã phải chịu đựng, cho dù anh không có mặt trong hồng thành lúc hứa Bích Hoài xảy ra chuyện, thế nhưng anh vẫn cho rằng đây là trách nhiệm của mình. Đã xác định vợ anh có thai rồi, bọn họ cho cô ấy uống thuốc phá thai chắc là vì mối liên hôn với nhà họ Hàn, tiếp theo anh phải làm sao? Thư Hân thấy Lâm Thanh Diện vẫn luôn im lặng sau khi biết kết quả, cô ta bèn mở miệng hỏi anh. Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn Thư Hân, anh lạnh giọng mà nói, đi tìm Tô Thành Hải, hỏi xem xem có phải ông ta thật sự không hề coi hứa Bích Hoài là con gái của mình không, nếu như ông ta không đưa ra được câu trả lời hợp lý thì giết ngay lập tức. Thư Hân biết lần này Lâm Thanh Diện đã giận thật rồi, nếu như hôm nay Lâm Thanh Diện không đến quảng trường nhân dân để tìm hứa Bích Hoài rồi vừa khéo nhìn thấy hổ phách bỏ thuốc vào ly nước, sợ rằng con của lâm thanh diện sẽ không giữ lại được nữa đối với lâm thanh diện đây là chuyện không tài nào chấp nhận nổi cho dù người làm việc này là người nhà của hứa bích hoài thì anh cũng không tài nào tha thứ cho họ đến thuốc phá thai cũng đã dùng rồi có tư cách gì để nói đến hai chữ người nhà nữa đây từ trước đến nay lâm thanh diện luôn làm rất rõ chuyện này cái con người hầu kia rất cứng miệng sống chết không chịu thừa nhận anh định xử lý cô ta thế nào thư hân hỏi tiếp Lâm Thanh Diện hừ lạnh, anh đáp, trên đời này không có ai cứng miệng hết cả, chỉ là chưa tìm được cách phù hợp mà thôi, dẫn tôi đi gặp cô ta đi. Bây giờ ngọn lửa giận đang thiêu đốt Lâm Thanh Diện, anh phải đi tìm nơi chút giận mới được, thuốc là do hổ phách bỏ vào, làm sao anh có thể nhẹ nhàng tha cho cô ta được. Thư Hân không nói gì, chỉ dẫn Lâm Thanh Diện đi vào trong căn phòng nhốt hổ phách. Trong căn phòng tối om om, hổ phách đang có cụ người nằm trong góc phòng, cô ta nhìn hai người đàn ông vạm vỡ với vẻ lo sợ, khi nãy cô ta mới bị đánh một chặp, bây giờ gương mặt toàn là những vết xanh xanh tím tím. Các, các người mau thả tôi ra, tôi là người nhà họ Tô, đến lúc ông Tô biết các người đối xử với tôi như thế thì chắc chắc ông ấy sẽ không tha cho các người đâu. Hổ phách hét vào mặt hai người bọn họ. Hai người đàn ông vạm vỡ cũng cảm thấy hơi bực mình, từ trước đến nay bọn họ chưa từng nhìn thấy nữ người hầu nữ nào cứng miệng đến mức này, có đánh như thế nào cũng chẳng chịu nói thật. Nếu như cô không nói thật, cả đời này ông chủ của cô cũng sẽ không biết được cô đã trải qua những chuyện gì ở nơi này, hơn nữa cô cũng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói vang vọng vào trong. Nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể hổ phách run lên bần bật. Cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Diện rồi cắn răng nói với anh, anh vô duyên vô cớ bắt cóc tôi, còn vụ oan tôi chuốc thuốc cô chủ, tội không thể tha, nhà họ tô sẽ khiến cho anh phải hối hận. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt hổ phách, anh ngồi xổm xuống, vừa mỉm cười vừa dùng kéo tay cô ta về phía mình. Nói thế nghĩa là cô không chịu thú thật đúng không? Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi. Hổ phách muốn rút tay về, nhưng cô ta dẫy dụa mấy lần cũng chẳng có tác dụng gì cả. Anh, anh muốn làm gì? Hổ phách thấp thỏm bất an. Cô chỉ có 3 phút, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Đương nhiên hổ phách sẽ không sợ hãi trước vài lời dọa dẫm của Lâm Thanh Diện, cô ta nhìn anh chân chân nhưng chẳng nói một câu nào. Thời gian 3 phút trôi qua nhanh chóng, Lâm Thanh Diện thấy hổ phách không nói gì, anh cầm ngón tay cái của cô ta, dùng sức bẻ mạnh, một tiếng rác vang lên, giọng kêu thảm thiết của hổ phách vang dội khắp căn phòng. Cho cô thêm 3 giây nữa, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Hổ phách chỉ lo cho ngón tay của mình, làm gì còn thời gian trả lời câu hỏi của Lâm Thanh Diện, cô ta liên tục vẫy vùng nhưng rõ ràng sức lực rất yếu ớt. 3 giây nữa trôi qua, Lâm Thanh Diện dứt khoát bẻ gãy một ngón tay khác của hổ phách. Thư Hân và hai người đàn ông vạm vỡ nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhất là hai người đàn ông vạm vỡ, bọn họ cứ ngỡ rằng mình đã ác lắm rồi, bây giờ mới biết bọn họ còn đối xử dịu dàng với hổ phách quá. Cứ như thế, Lâm Thanh Diện liên tục bẻ sáu ngón tay của Hồ phách, lúc anh định bẻ ngón tay thứ bảy, hổ phách không nhịn nổi cơn đau từ đầu ngón tay nữa mà cất tiếng nói, cụ bà dặn tôi chút thuốc cô chủ đó, bà ấy nói cô chủ mang thai con của kẻ khác, không tài nào vào nhà họ Hàn làm dâu được, tất cả đều do cụ bà sắp xếp, xin anh tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, sau này tôi không dám nữa đâu. Thấy hổ phách nói thật, Lâm Thanh Diện híp mắt lại, sát khí bốc lên ngùn ngụt trong lòng anh. chương 568, không phải là anh ta chứ? Biệt thự nhà họ Tô. Xe của Tô Thành Hải chạy vào trong sân, ông ta bước xuống, cảm thấy hôm nay biệt thự của mình yên tĩnh vô cùng, khiến cho ông ta cảm thấy kỳ lạ một người đàn ông trung niên theo tô thành hải bước xuống xe ông ta là vệ sĩ riêng của tô thành hải có thực lực tương đối trong trong dàn vệ sĩ của nhà họ tô tô thành hải nhìn vệ sĩ của mình rồi cất tiếng hỏi cậu có thấy hôm nay biệt thự là lạ hay không vệ sĩ đảo mắt nhìn khắp bốn phía rồi mỉm cười đáp lại chỉ yên tĩnh hơn mà thôi có thể gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên ông thấy căng thẳng chăng tô thành hải thở dài bất đắc dĩ Cảm thấy vệ sĩ của mình nói cũng đúng, gần đây tinh thần của ông ta luôn căng thẳng, vừa phải lo về mối liên hôn với nhà họ Hàn vừa phải lo về Lâm Thanh Diện, đúng là hơi mệt thật. Ông ta đi vào trong căn biệt thự, không hề lo lắng về sự an toàn của mình, có vệ sĩ ở đây, cho dù Lâm Thanh Diện có tìm đến tận nhà thì ông ta cũng chẳng lo. Sau chuyện lần trước, Tô Thành Hải luôn bắt vệ sĩ phải đi theo ông ta, ông ta cho rằng đúng là Lâm Thanh Diện có thực lực thật nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của vệ sĩ hai người đi vào trong căn biệt thự, sau khi Tô Thành Hải bước vào trong, ông ta vẫn cảm thấy bốn bề đến lại im ắng bèn đi lên phòng hứa Bích Hoài xem thử xem sao, thấy căn phòng trống rỗng không bóng người, cả hứa Bích Hoài và Hổ Phách đều không có ở đây. Ông ta nhíu mày lại, ông ta biết hôm nay Hổ Phách và hứa Bích Hoài ra ngoài giải sầu, theo lý mà nói thì giờ này hai người bọn họ phải về rồi mới đúng. Tô Thành Hải lập tức lấy điện thoại gia định gọi cho hứa Bích Hoài một cuộc để hỏi xem cô đang ở nơi nào. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng động vang lên ở nhà dưới, ông ta vội vàng chạy xuống lầu muốn xem xem chuyện gì đã xảy ra. Có điều đến lúc ông ta xuống đến nơi lại thấy phòng khách trống trải không một bóng người, đến vệ sĩ của ông ta cũng chẳng biết ở đâu rồi. Tô Thành Hải lập tức trở nên cảnh giác, cảm thấy chuyện nào là lạ bèn vội vàng đi đến góc tường, cầm cây gậy đánh gôn lên định dùng nói để phòng thân. Ông ta cầm gậy đánh gôn nhìn quanh quất bốn phía rồi đi ra ngoài cửa. Tô Thành Hải cảm thấy chắc vệ sĩ của mình đã ra ngoài sân hút thuốc rồi. Vào lúc Tô Thành Hải đi ra ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh toát, rồi một giọng nói vang lên, ông đi đâu đấy. Tô Thành Hải sợ đến nỗi ra gà dựng đứng, ông ta lập tức xoay người lại, qua cây gậy đánh gôn của mình về phía người đằng sau lưng. Có điều gậy đánh gôn của ông ta không đụng chúng ai cả mà bị một bàn tay cướp lấy. Tô Thành Hải nuốt nước miếng, lúc ông ta bình tĩnh nhìn lại mới thấy rõ người đứng sau là ai. Lâm Thanh Diện, lại là cậu à, cậu muốn làm gì đấy? Tô Thành Hải cất tiếng gọi. Lâm Thanh Diện gõ vào cây gậy đá gôn trong tay mình rồi mỉm cười mà nói, tất nhiên là tìm ông tính sổ rồi. Tô Thành Hải hư lạnh, ông ta lên tiếng, cậu đừng nghĩ rằng mình giỏi giang lắm, có vệ sĩ của tôi ở đây, thực lực của anh ta rất mạnh, thừa sức đối phó với loại người như cậu, tôi khuyên cậu mau mau cút khỏi nhà tôi đi, chứ bằng không tôi sẽ bắt cậu nếm mùi đau khổ đó nụ cười trên gương mặt lâm thanh diện càng trở nên sán lạn hơn anh duỗi tay người ngã gục bên ghế sofa rồi hỏi ông nói tên vệ sĩ này à không phải là anh ta chứ tô thành hải nhìn về phía người ấy ông ta lập tức biến sắc không ngờ người vệ sĩ có thực lực cao cường của mình lại bị lâm thanh diện đánh bại lúc ở trên lầu ông ta có nghe thấy tiếng động nho nhỏ chắc hẳn lâm thanh diện đánh nhau với vệ sĩ của ông ta bây giờ thấy vệ sĩ của mình nằm đo đất tô thành hải không thể không đánh giá lại thực lực của lâm thanh diện cái thằng này đúng là đồ biến thái. Vốn dĩ ông ta cứ nghĩ rằng vệ sĩ của mình mạnh đến mức có thể đối phó với Lâm Thanh Diện một cách nhẹ nhàng, nhưng nào ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể đánh bại vệ sĩ của ông ta một cách nhẹ nhàng như thế. Hơn nữa khi nãy Lâm Thanh Diện lặng lẽ đến sau lưng ông ta, nếu như Lâm Thanh Diện muốn giết ông ta, sợ rằng ông ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tô Thành Hải nuốt nước miếng, ông ta đứng đầu nhà họ Tô từ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Tôi đã nói chuyện của cậu cho mẹ mình biết nhưng bà ấy lại không tin, bởi thế bây giờ tôi cũng không còn bất kỳ cách nào nữa." Tô Thành Hải cất tiếng nói. "Hôm nay tôi đến tìm ông không phải vì chuyện đó, Bích Hoài đã ở chỗ của tôi rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy." Lâm Thanh vừa nói vừa đến ghế sofa ngồi xuống. Tô Thành Hải lập tức nhíu mày lại, ông ta cất tiếng nói, "Ý của cậu là tôi không thể bảo vệ an toàn cho tiểu Nhu à?" Lâm Thanh Diện cười mỉa mai rồi nói, ông bảo vệ an toàn cho cô ấy sao? Lẽ nào ông cho người khác cho cô ấy uống thuốc phá thai là bảo vệ cô ấy à? Tô Thành Hải lập tức biến sắc, ông ta đi đến trước mặt Lâm Thành Diện rồi cất tiếng hỏi cậu nói cái gì? Thuốc phá thai cái gì? Đừng giả vờ giả vịt nữa, người hầu nữ tên hổ phách của ông bỏ thuốc phá thai vào trong trà sữa của cô ấy. Nếu như hôm nay tôi không bắt gặp, chắc ông cũng biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy lâm thanh diện nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng đứa con trong bụng hứa bích hoài là của tôi cho dù chuyện này chưa xảy ra thì ông cũng không thể thoát nổi tội đâu tô thành hải lập tức cảm thấy sốt ruột cậu bớt ăn nói sằng bậy đi từ trước đến nay tôi chưa từng có ý định đụng vào đứa trẻ trong bụng bích hoài hơn nữa ngày nào tôi cũng cho con bé uống canh bổ tốt nhất sợ sức khỏe của nó yếu ớt sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng bây giờ cậu còn muốn đổ oan cho tôi chắc chắn tôi sẽ không nhận đâu Lâm Thanh Diện nhìn phản ứng của Tô Thành Hải, trong lòng anh lập tức hiểu ngay việc chút thuốc phá thai cho hứa Bích Hoài là do một mình cụ bà sai khiến, Tô Thành Hải không hề biết gì cả. Hơn nữa, việc Tô Thành Hải xem trọng con của hứa Bích Hoài như thế khiến cho Lâm Thanh Diện phải nhìn ông ta bằng con mắt khác. Nếu như đã xác định Tô Thành Hải không phải là người sai khiến hổ phách, Lâm Thanh Diện cũng có thể nói tiếp với Tô Thành Hải rồi. Lâm Thanh Diện, không phải cậu tìm đại lý do để vụ oan cho tôi rồi đưa nhu đi đấy chứ, Tô Thành Hải nhìn Lâm Thanh Diện chăm chăm. Lâm Thanh Diện lấy điện thoại của mình ra, mở một video clip cho Tô Thành Hải xem. Nội dung video clip chính là hổ phách thừa nhận cụ bà đã sai khiến cô ta chuốc thuốc hứa bích hoài. Sau khi xem video clip xong, lông mày của ông ta lập tức nhíu lại thật chặt, ông ta hoàn toàn không ngờ cụ bà nhà họ tô lại làm như thế. Tôi không biết chuyện này, bây giờ bà ấy nghi ngờ tôi muốn đụng tay đụng chân vào mối liên hôn với nhà họ Hàn, không hề tin tưởng ở tôi, chỉ bảo tôi phụ trách sắp xếp bữa tiệc gặp mặt giữa Nhu và cậu chủ nhà họ Hàn thôi. Tô Thành Hải cất tiếng nói. Có thế nào thì ông cũng là người nhà họ Tô, mặc dù người sai khiến hổ phách chút thuốc bích hoài là mẹ ông thì ông cũng không tránh nổi trách nhiệm đâu. Nếu ông không muốn nếm thử thủ đoạn của tôi thế thì lựa chọn hợp tác với tôi, đây là lối thoát duy nhất của ông đấy. Lâm Thanh Diện nói với ông ta. Hợp tác với cậu à? Làm gì? Lâm Thanh Diện hít mắt lại rồi nói, tiêu diệt nhà họ Hàn cùng với người mẹ có tâm địa độc như rắn rết của ông. Chương 569, Lâm Thanh Diện đê tiện. Lúc bước ra khỏi biệt thự nhà họ Tô, nụ cười ánh lên trên gương mặt Lâm Thanh Diện, anh và Tô Thành Hải đàm phán rất lâu, cuối cùng cũng thuyết phục được ông ta giúp anh tiêu diệt nhà họ Hàn. Trong lòng Tô Thành Hải hiểu rất rõ, chuyện cụ bà chuốc thuốc phá thai cho Hứa Bích Hoài đã khiến cho Lâm Thanh Diện bừng bừng lửa giận nếu như ông ta từ chối lời đề nghị của anh thì thứ chờ đợi ông ta chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu như ông ta lựa chọn hợp tác với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện sẽ bỏ qua hết mọi sai lầm trong quá khứ cho ông ta, hơn nữa còn sẽ giúp ông ta đoạt hết mọi quyền hành trong tay cụ bà, để cho ông ta khống chế nhà họ tô triệt để. Hơn nữa chuyện mà Lâm Thanh Diện kêu ông ta làm cũng hết sức đơn giản, chỉ cần giúp anh làm vài chuyện trong bữa tiệc gặp mặt giữa hứa Bích Hoài và cậu chủ nhà họ Hàn mà thôi mặc dù không xác định Lâm Thanh Diện có thể chống lại nhà họ Hàn hay không, nhưng trong lòng Tô Thành Hải vẫn muốn giúp đỡ anh. Trong khoảng thời gian gần đây, ông ta luôn nhớ lại lỗi sai của mình. Mỗi lúc nhìn thấy Hứa Bích Hoài, ông ta đều cảm thấy áy náy. Đây cũng là lý do vì sao ông ta không đụng đến đứa trẻ trong bụng Hứa Bích Hoài. Trong lòng ông ta cũng hiểu rất rõ, nếu để Hứa Bích Hoài về nhà họ Hàn làm dâu thì con bé cũng chẳng sống tốt hơn bây giờ bao nhiêu tính cách của hứa bích hoài hiền hòa và lương thiện nhường thế, chắc chắn con bé sẽ bị ức hiếp. Thái độ của Lâm Thanh Diện trong khoảng thời gian gần đây khiến cho Tô Thành Hải cảm nhận được tình cảm của anh dành cho hứa bích hoài, bởi thế ông ta mới bằng lòng mạo hiểm đánh cực một lần. Chuyện duy nhất là Tô Thành Hải vẫn kháng cự là Lâm Thanh Diện muốn cụ bà nhà họ Tô lấy chết đền tội, có điều nghĩ đến thái độ của cụ bà với ông ta trong mấy năm nay, giữa bà ta và Tô Thành Hải cũng chẳng còn tình thân gì nữa cả. Cuối cùng ông ta đồng ý với Lâm Thanh Diện, ông ta có thể giúp anh đối phó với nhà họ Hàn nhưng sẽ không ra tay xử lý cụ bà nhà họ Tô, có điều cũng sẽ không cản trở Lâm Thanh Diện. Sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi biệt thự, Tô Thành Hải đứng bên ngoài cửa nhìn lên bầu trời, ông ta lẩm bẩm sợ rằng bầu trời ở thành phố T phải thay đổi rồi. Lúc Lâm Thanh Diện về đến tòa nhà Lam Khấu, bầu trời đã sụp tối, cả tòa nhà rộng lớn chỉ còn sót lại vài người trực ban mà thôi. Lâm Thanh Diện đi đến trước cửa phòng Hứa Bích Hoài, anh dè dặt mở cửa ra rồi bước vào trong. Bây giờ Hứa Bích Hoài vẫn còn đang hôn mê, cô nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lông mày lại nhíu chặt như thể đang nằm mơ thấy ác mộng, Lâm Thanh Diện nhìn mà thấy đau lòng. Trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Thanh Diện đã hỏi thăm rất nhiều bác sĩ có tiếng tăm để xem xem làm sao để trị bệnh mất trí nhớ. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện tường thuật lại, đáp án của bọn họ đều là kêu Lâm Thanh Diện cho cô tiếp xúc với một vài thứ quen thuộc, làm thế có thể giúp não của cô nhớ về những chuyện trước kia. Lâm Thanh Diện gọi điện cho Tú, dặn cô ta hỏi thăm từ tài. Từ tài cũng đề nghị rông giống với các bác sĩ khác, dù gì não của con người là nơi thần bí nhất, trình độ y học bây giờ chỉ có thể hiểu được một phần của não bộ mà thôi. Bởi thế Lâm Thanh Diện chỉ có thể giúp hứa Bích Hoài khôi phục lại ký ức một cách chậm rãi, hơn nữa việc gấp trước mắt là xóa bỏ sự thù địch của hứa Bích Hoài dành cho mình. Anh kéo chiếc ghế sang rồi ngồi xuống, nhìn hứa Bích Hoài đăm đăm. sau một thời gian dài sống trong lo âu và nhớ nhung, Lâm Thanh Diện cảm thấy cho dù được ngồi không ngắm nhìn hứa Bích Hoài cũng là một loại hạnh phúc. Cho đến lúc nửa đêm, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi mệt, anh mới đứng dậy định đi về phòng nghỉ ngơi. Vào lúc này, hứa Bích Hoài chờ người lại, cô lầm bầm, Lâm Thanh Diện, anh đè tóc em rồi lâm thanh diện lập tức xứng sở rồi nở nụ cười ngay trong lòng anh thầm nghĩ cho dù cô ấy đã mất trí nhớ nhưng từ sâu trong tiềm thức cô ấy vẫn nhớ rằng anh là chồng của mình lúc nằm mơ sẽ nhớ đến anh sau khi nhìn hứa bích hoài thêm một lúc anh quyết định không đi nữa dù gì chiếc giường cô đang nằm cũng là giường đôi anh có nằm trên đó thì vẫn còn rộng rãi chán đã lâu không gặp cô làm sao lâm thanh diện không muốn nằm chung giường với cô cho được mặc dù Hứa Bích Hoài vẫn còn chưa nhớ ra anh là ai nhưng bọn họ là vợ chồng hợp pháp Lâm Thanh Diện cũng đâu có làm chuyện gì thiếu đức chẳng ai nói gì được anh sau khi thuyết phục chính mình xong Lâm Thanh Diện bèn nằm xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài người hương thơm thoang thoảng trên người cô trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng anh chỉ nằm một lúc thôi không làm gì em đâu Lâm Thanh Diện tự lẩm bẩm với mình một lúc sau Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, anh không khỏi nuốt nước miếng. Anh chỉ hôn một cái thôi, đảm bảo chỉ hôn một cái thôi, sẽ không làm gì khác đâu. Lâm Thanh diện đấu tranh tâm lý một lúc rồi chậm chậm kề sát bên môi Hứa Bích Hoài. Lúc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hứa Bích Hoài một lần nữa, Lâm Thanh diện cảm thấy adrenaline trong người đang dâng lên, anh chỉ mong sao có thể ngậm Hứa Bích Hoài vào miệng của mình. Sau khi hôn cô một lúc lâu, Lâm Thanh diện liếm liếm đôi môi mình đến bây giờ tầm mắt của anh mới dừng lại ở dãy núi cao trên người cô một bàn tay của anh không kềm chế nổi sao cảm thấy mình làm như thế thì hơi đê tiện nhỉ ý nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu lâm thanh diện dù sao cô ấy cũng là vợ của mình đê tiện gì mà đê tiện chứ vợ chồng làm vài chuyện trên giường với nhau cũng chẳng phải là lẽ hiển nhiên sao sau khi thuyết phục chính mình lâm thanh diện chẳng do dự nữa mà duỗi tay sang sáng ngày hôm sau lâm thanh diện bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh anh mở bừng mắt cảm thấy có một cơ thể ấm áp nằm trong lồng ngực mình anh bèn cúi đầu xuống thấy hứa bích hoài đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi cơ thể của cô cũng đang kháng cự lại mình lâm thanh diện vội vàng buông hứa bích hoài ra cô rụt người vào góc giường lấy mền che kín cơ thể rồi tức giận chừng mắt nhìn lâm thanh diện anh anh là đồ biến thái tối hôm qua anh đã làm gì tôi hả lâm thanh diện lập tức cảm thấy sốt ruột trong lòng thầm nghĩ anh có thể làm gì kia chứ chẳng qua chỉ là vài chuyện vợ chồng bình thường thôi mà bích hoài em đừng hiểu lầm anh anh chẳng qua anh chỉ nhớ em quá nên tối qua mới ngủ bên cạnh em thôi trước kia anh với em là vợ chồng thật đấy chúng ta lâu ngày rồi mới gặp lại bởi thế anh lâm thanh diện giải thích anh là đồ lừa gạt ai là vợ của anh hả tôi nhớ tối qua anh còn kiếm chuyện với chúng tôi không những đổ oan cho hổ phách mà còn đánh ngất tôi nữa bây giờ anh lại anh lại ức hiếp tôi hu 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 gương mặt hứa bích hoài toát ra vẻ tuổi thân trông có vẻ rất đáng thương lâm thanh diện cảm thấy hơi lúng túng anh vội vàng lấy điện thoại của mình ra tìm một tấm hình rồi nói anh thật sự không có gạt em em không tin thì nhìn tấm hình này đi chụp lúc chúng ta đi chơi với nhau đấy rồi sau đó lâm thanh diện đưa điện thoại cho cô hứa bích hoài nhìn thoáng qua tấm hình thấy hai người trong đó đúng là cô và lâm thanh diện Cô đang ôm chầm lấy cổ của anh, còn cười rất vui vẻ. Hứa Bích Hoài nhíu mày lại thật chặt, một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, rồi cô lập tức nói ngay, tôi nhớ ra rồi. Chương 570, cô chưa từng nghe thấy chuyện trước kia của tôi à? Vừa nghe thấy Hứa Bích Hoài nói thế, ánh mắt Lâm Thanh diện sáng bừng, anh lên tiếng một cách kích động, Bích Hoài, em nhớ ra thật hả? Tốt quá, anh còn nghĩ phải lâu lắm em mới lấy lại được ký ức chứ. Sau khi nói dứt lời, lâm thanh diện bèn ôm trầm lấy hứa bích hoài anh không ngờ cô có thể khôi phục ký ức một cách đơn giản như thế chỉ cần một tấm hình mà nhớ ra ngay rồi có điều lâm thanh diện không ngờ hứa bích hoài lại cảnh giác mà lùi về sau ánh mắt cô toát ra vẻ phòng bị lâm thanh diện cảm thấy thật kỳ quái anh bèn hỏi cô bích hoài em sao thế không phải em nhớ lại rồi hả hứa bích hoài tức giận nhìn lâm thanh diện Cô cất tiếng nói, hồi còn đi học đại học có một app Photoshop có thể ghép hai tấm hình thành một mà không để lại dấu vết gì. Tôi nhớ lúc ấy mình còn ghép thành tấm hình chụp chung với Châu Kiệt Luân nữa, chắc chắn tấm hình của anh cũng là Photoshop. Lâm Thanh Diện lập tức cạn lời, anh còn nghĩ rằng hứa Bích Hoài nhớ lại chuyện mình là vợ của anh kia chứ, nào ngờ cô lại nhớ ra chuyện Photoshop. Anh đúng là kẻ xấu, anh mau chóng tránh xa tôi ra, tôi sẽ không khuất phục trước người xấu như anh đâu, tôi muốn gặp ba, để ông ấy xử lý hạng lưu manh như anh. Gương mặt Hứa Bích Hoài lập tức trở nên kích động. Lâm Thanh Diện nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ rồi mới lấy điện thoại của mình ra, "Em không cần gặp ba em nữa, ba em đồng ý cho em sống chung với anh." "Anh nói bậy, làm sao ba tôi có thể để cho tôi rơi vào tay loại người như anh kia chứ?" Hứa Bích Hoài không hề tin lời Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện tìm một đoạn video clip trong điện thoại, đưa cho Hứa Bích Hoài xem hôm qua sau khi thương lượng với tô thành hải xong anh đã quay lại đoạn video clip này tô thành hải đã nói rõ lai lịch của hứa bích hoài và những chuyện đã lừa gạt cô trong video clip nói cho cô biết thật ra lâm thanh diện chính là chồng của cô còn hổ phách chính là tai mắt mà cụ bà cài cắm bên cạnh hứa bích hoài sau khi nghe hết những gì tô thành hải nói ánh mắt hứa bích hoài dần dần trở nên phức tạp trong lòng cô hiểu rất rõ hình có thể photoshop được nhưng còn video clip thì không lâm thanh diện chẳng có lừa cô cho đến khi xem xong video clip, trong lòng Hứa Bích Hoài hết sức rối rắm, cô không ngờ mình lại bị bỏ rơi từ lúc còn nhỏ được ba mẹ nuôi dạy dỗ nên người, sau đó vì một vài nguyên nhân mà cô bị tai nạn giao thông nên mới mất đi ký ức, rồi được Tô Thành Hải đón về thành phố T. Còn người mà cô cho rằng luôn mang phiền phức đến cho mình lại thật sự là chồng của cô. Còn tên cô trong hơn 20 năm nay không phải là Tô Tâm Nhu mà là Hứa Bích Hoài. Đối với một người mất ký ức, Đột nhiên biết được nhiều tin tức chấn động như thế là một chuyện vô cùng đau khổ, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình rất hỗn loạn, có nhiều thứ đang chờ đợi cô nhớ lại, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chẳng nhớ lại được gì. Một hồi lâu sau, Hứa Bích Hoài ngẩn ngơ nhìn Lâm Thanh Diện rồi hỏi anh, anh thật sự là chồng tôi hả? Lâm Thanh Diện gật đầu một cách nghiêm túc, rồi sau đó anh đi đến bên cạnh cô, ôm Hứa Bích Hoài vào trong lòng mình, em yên tâm đi, sau này có anh ở đây em sẽ không bao giờ bị tủi thân nữa, nhất định anh sẽ tìm cách giúp em khôi phục trí nhớ. Lần này hứa bích hoài không phản kháng nữa, độ ấm và tiếng tim đập từ lồng ngực anh khiến cho cô cảm thấy an toàn, dường như trước kia cô thường xuyên dựa vào đó vậy. Cuối cùng thì hứa bích hoài cũng bỏ lớp phòng bị xuống mà dựa đầu mình vào lồng ngực của Lâm Thanh Diện. Bởi vì trong lúc nhất thời phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, hứa bích hoài cảm thấy mình hơi đau đầu, chẳng bao lâu sau đã dựa vào lồng ngực của anh mà ngủ thiếp đi, lâm thanh diện ôm cô lên giường rồi lại nhìn cô một hồi lâu mới chịu rời khỏi căn phòng trong phòng làm việc của thư hân lâm thanh diện nhìn thư hân rồi cất tiếng hỏi chuẩn bị thế nào rồi về cơ bản đã gần xong rồi trong khoảng thời gian gần đây tôi đã sử dụng lực lượng được sắp xếp trong thành phố t khống chế hết mọi sản nghiệp liên quan đến nhà họ hàn chỉ cần anh ra lệnh thì những gì nhà họ hàn tích lũy trong nhiều năm nay sụp đổ tan tành trong chớp mắt cùng lúc đó tôi cũng đã hỏi ý của ông chủ ông chủ kêu anh cứ to gan làm những gì mình muốn chỉ là một nhà họ hàn mà thôi ông chủ vốn không xem bọn họ ra gì thư hân cất tiếng nói lâm thanh diện gật gật đầu cũng cảm thấy hơi kinh ngạc trước lực lượng mà quan lĩnh tích lũy được ít nhiều gì thì nhà họ hàn cũng được xem như là gia tộc hàng đầu mặc dù kém hơn nhà họ tôn một chút thế mà quan lĩnh muốn tiêu diệu nhà họ hàn bọn họ lại không có sức phản kháng gần đây có chuyện gì xảy ra với cậu chủ nhà họ hàn không Lâm Thanh Diện cất tiếng hỏi. Cậu chủ nhà họ Hàn đúng là một người cuồng đánh nhau, sau khi trở về, gần như ngày nào anh ta cũng lăn lộn đánh nhau khắp thành phố T, hơn nữa không có ai là đối thủ của AH ta cả, vài tay đánh đấm dưới trướng Lưu Bang Vận đều bị Hàn Đông đánh hết một lượt rồi, mấy ngày nay Lưu Bang Vận giàu dĩ lắm. Thư Hân cất tiếng nói. Lâm Thanh Diện nhớn mày, không ngờ cậu chủ nhà họ Hàn lại hiếu chiến đến như thế, mới về có mấy ngày thôi mà đã vung nắm đấm đánh nhau khắp cả thành phố T cứ để cho anh ta ngang ngược vài ngày đi đợi đến ngày tổ chức buổi tiệc tôi sẽ cho anh ta biết đụng phải tường là ý gì lâm thanh diện cười cười rồi đáp thư hân liếc mắt nhìn lâm thanh diện cô ta cười rồi nói thiếu chủ anh còn chưa nhìn thấy khả năng chiến đấu của anh ta mà đã tự tin như thế à đến lúc đó lỡ anh không đánh lại anh ta thì chẳng phải mất mặt lắm sao lâm thanh diện bật cười rồi nhìn thư hân lẽ nào cô chưa từng nghe nói đến những chuyện tôi làm hồi trước theo lý mà nói chỉ cần biết Lâm Thanh Diện thành công ở Đăng Thiên Thê thì sẽ không có ai nghi ngờ thực lực của anh nữa, dù gì Đăng Thiên Thê có nghĩa là sức chiến đấu ở hàng đầu. Thư Hân ngẩn người một lúc rồi nói, chuyện gì? Mấy năm gần đây cô ta luôn phát triển ở thành phố Tê, không am hiểu lắm những chuyện nội bộ của quan lính. Lâm Thanh Diện phì cười rồi nói ngay, thế thì tôi hỏi đây, cô cảm thấy Hàn Đông có thể đánh thắng Lý Phủ Đồ không? Thư Hân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng là Lý Phủ Đồ rất mạnh, nhưng Hàn Đông trở về sau khi theo một người thầy ở Nhật, không thể xem thường anh ta được, khó mà nói trước hai người này ai mạnh hơn ai. Anh hỏi tôi như thế không phải là vì muốn nói cho tôi biết anh có cùng trình độ với Lý Phủ Đồ đó chứ? Thiếu chủ, không phải là tôi xem thường anh, cao thủ như Lý Phủ Đồ trăm năm mới gặp một lần, không thể đạt đến trình độ như anh ta một cách dễ dàng được đâu. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Thư Hân, Lý Phủ Đồ là bại tướng dưới tay tôi. Thư Hân lập tức chừng to mắt, Cô ta nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ kinh ngạc. "Thật, thật hả? Bao giờ thế?" Thư Hân cất tiếng hỏi. "Một thời gian trước rồi, tôi đi khiêu chiến người trên bảng đăng thiên thê, anh ta là người cuối cùng mà tôi gặp." Thư Hân lập tức hít sâu một hơi, suýt nữa cô ta đã quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 571, hứa bích hoài ghen rồi. Trong vài ngày tới Lâm Thanh Diện dành phần lớn thời gian của mình để ở bên cạnh của Hứa Bích Hoài, muốn thông qua việc tiếp xúc nhiều với Hứa Bích Hoài để cô khôi phục lại ký ức. Sau khi Hứa Bích Hoài xem đoạn video đó thì địch ý đối với Lâm Thanh Diện đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có điều là cô vẫn còn chưa nhớ lại đoạn ký ức giữa cô với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đối với cô mà nói vẫn là một người tương đối xa lạ, cho nên không có cách nào buông xuống tất cả phòng bị đối với Lâm Thanh Diện lâm thanh diện vì có thể để cho hứa bích hoài gần gũi với mình một chút anh nói với hứa bích hoài rất nhiều chuyện liên quan đến hai người bọn họ đương nhiên vì để tránh cho hứa bích hoài sinh ra ấn tượng xấu gì đối với lâm thanh diện những gì mà lâm thanh diện nói đều là những chuyện sau khi mối quan hệ đã tốt lên về phần quá khứ anh phải ngủ ở dưới đất ngày nào cũng làm việc nhà lâm thanh diện không nhắc tới một chữ hứa bích hoài nghe lâm thanh diện kể về chuyện bữa tiệc ở sơn trang thiên vân hôn lễ ở lâu đài thủy tinh cô cảm thấy mờ mịt, có chút nghi ngờ tính chân thật của những câu chuyện mà Lâm Thanh Diện đã kể, dù sao thì những chuyện như vậy đại khái cũng chỉ có trong chuyện cổ tích mới có. Lâm Thanh Diện vì để cho hứa Bích Hoài tin tưởng, còn đặc biệt tìm những câu chuyện tình yêu lúc đầu đã viết ở lâu đài thủy tinh cho hứa Bích Hoài xem. Hứa Bích Hoài càng không tin Lâm Thanh Diện thêm nữa, cô cảm thấy rằng Lâm Thanh Diện đang dùng những câu chuyện này để đánh lừa cô. Lâm Thanh Diện có chút bất lực, Cảm thấy nói chuyện với Hứa Bích Hoài dưới trạng thái như thế này có một loại cảm giác giống như đang lừa dối thiếu nữ ngây thơ. Nhưng mà chính là loại cảm giác này để Lâm Thanh Diện có một loại cảm giác giống như đây là lần đầu yêu đương của anh với Hứa Bích Hoài. Năm đó anh trực tiếp ở rể nhà họ Hứa, cũng không có những trải nghiệm yêu đương gì với Hứa Bích Hoài, khoảng thời gian này ở cùng với Hứa Bích Hoài để cho Lâm Thanh Diện cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ. Hứa Bích Hoài hoàn toàn xem Lâm Thanh Diện là một người từ trước đến nay mình không hiểu mà tiếp xúc với anh. Lâm Thanh Diện đối với Hứa Bích Hoài sau khi mất trí nhớ cũng không hiểu rõ cho lắm. Cả hai người đều có sự tò mò về nhau, cực kỳ giống như đôi tình nhân vừa mới bắt đầu yêu nhau. Lâm Thanh Diện vì để cho Hứa Bích Hoài trở nên vui vẻ, ngày nào anh cũng sẽ kể rất nhiều câu chuyện cười cho Hứa Bích Hoài nghe, chọc cho Hứa Bích Hoài cười ngây ngô, chính vì vậy mối quan hệ của Hứa Bích Hoài với Lâm Thanh Diện càng ngày càng gần thêm một bước. Ngoại trừ ở bên cạnh hứa Bích Hoài, ngày nào Lâm Thanh Diện cũng phải thảo luận với Thư Hân về những chi tiết đối phó với nhà họ Hàn. Sau khi hứa Bích Hoài đến, Thư Hân đối với Lâm Thanh Diện liền thu liếm rất nhiều, nhất là sau khi biết Lâm Thanh Diện đã khiêu chiến đăng thiên thê thành công ở quan lính. Là một quản lý cấp cao của quan lính, Thư Hân biết sự kinh khủng của đăng thiên thê, người có thể đăng thiên thê thành công đều có thực lực vượt qua sức tưởng tượng của người khác. Cô ta sợ lúc có mặt hứa Bích Hoài ở đây mà cô ta quá, nhiệt tình, với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện sẽ trực tiếp bóp cô ta chết trong một phát. Sáng ngày hôm nay, Lâm Thanh Diện thức dậy từ sớm, Thư Hân liền gọi Lâm Thanh Diện đến phòng làm việc, nói với Lâm Thanh Diện tình hình liên quan đến việc thế lực đột nhập vào nhà họ Hàn trong thời gian gần đây. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, lúc này mới đi vào trong phòng của hứa Bích Hoài, bởi vì hai người bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của tình yêu, nên hứa Bích Hoài không chịu ngủ chung một phòng với Lâm Thanh Diện. Sau khi anh đi đến cửa, đầu tiên là gõ cửa một cái, sau đó liền đẩy cửa đi vào. "Bích Hoài, nên ăn sáng rồi, hôm nay em muốn ăn cái gì?" Anh dẫn em đi ăn, Lâm Thanh Diện nở nụ cười. Hứa Bích Hoài đã mặc quần áo chỉnh tề từ lâu, đang ngồi ở phía trước bàn trang điểm trong phòng, trên mặt được trang điểm nhẹ, trông rất sáng chói. Chỉ có điều là lúc này dường như Hứa Bích Hoài có chút buồn bã không vui, sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, cô nói thẳng, "Không đi." lâm thanh diện lập tức giật mình anh vội đi đến sau lưng của hứa bích hoài hai tay đặt ở trên vai của cô nói có chuyện gì vậy đại tiểu thư của tôi ơi không ăn sáng thì sao được chứ hứa bích hoài lắc lắc vai của mình lắc làm tay của lâm thanh diện trượt ra rõ ràng là có chút tức giận mà nói tự em đi ăn được rồi lâm thanh diện nhìn bộ dạng này của hứa bích hoài nhanh chóng mở miệng hỏi em sao vậy có phải là anh chọc em tức giận rồi không hừ anh suy nghĩ nhiều rồi tại sao em lại phải tức giận vì anh chứ, em với anh rất thân với nhau à? Ngoài miệng thì hứa Bích Hoài nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn bán đứng cô. Lâm Thanh Diện lập tức ý thức được chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, hứa Bích Hoài mới có phản ứng như vậy. Anh liền nói, Bích Hoài, rốt cuộc là sao vậy, em nói cho anh biết anh sai ở chỗ nào đi, anh sẽ giải thích với em. Hứa Bích Hoài vẫn mang theo dáng vẻ không muốn phản ứng Lâm Thanh Diệt, nhưng mà sau khi cô do dự một lát, Dường như là có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện rồi hỏi: "Trước kia chúng ta là vợ chồng, đây là do anh nói, có đúng hay không?" Lâm Thanh Diện lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy đó, chuyện này chính xác 100%, không có giả đâu." "Vậy tại sao ngày nào anh cũng phải đi tìm người phụ nữ ngực lớn đó hả? Chẳng lẽ là bởi vì của vợ anh không lớn bằng cô ta hay sao? Hay là bây giờ anh đã có tình cảm khác rồi, bây giờ cũng là đang lừa dối em thôi?" hứa bích hoài tức giận nói sáng ngày hôm nay tâm trạng của cô không tệ sau khi thức dậy thì liền trang điểm dự định chờ một lát nữa sẽ cùng nhau đi ăn sáng với lâm thanh diện sau khi trang điểm xong hứa bích hoài liền đi tới cửa muốn xem xem lâm thanh diện đã thức dậy hay chưa nhưng mà cô vừa ra ngoài thì liền nhìn thấy lâm thanh diện đi đến phòng của thư hân cái này khiến cho trong lòng của cô bùng phát lửa giận giống như là lâm thanh diện phản bội cô cô đã quan sát lâm thanh diện và thư hân vài ngày cô phát hiện gần như là ngày nào Lâm Thanh Diện cũng đi vào trong phòng của Thư Hân, cái này càng để hứa Bích Hoài nghi ngờ giữa hai người bọn họ khó cái gì đó mở ám. Cho nên bây giờ hứa Bích Hoài mới tức giận. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của hứa Bích Hoài, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm dở khóc dở cười, không ngờ là hứa Bích Hoài lại tức giận bởi vì cái này. Mà hình dung của hứa Bích Hoài đối với Thư Hân cũng làm cho Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc, cái này khiến Lâm Thanh Diện không khỏi cho rằng có phải là phụ nữ thì đều nhạy cảm đối với bộ phận này hay không? Bích Hoài, em hiểu lầm rồi, anh đi tìm Thư Hân là để bàn bạc với cô ấy chuyện đối phó với nhà họ Hàn, giữa anh với cô ấy tuyệt đối không có cái gì đâu." Lâm Thanh diện giải thích. Trên mặt của Hứa Bích Hoài tràn đầy vẻ không tin, mở miệng nói, "Hừ, anh đừng có lừa phỉnh em nữa, người phụ nữ đó như thế." "Như thế? Hừ, em không tin anh ngày nào cũng đi tìm cô ta là bởi vì nói chuyện này." Lâm Thanh Diện lập tức có chút sốt ruột, thật sự không biết phải giải thích với Hứa Bích Hoài như thế nào, anh liền gọi Thư Hân tới. Sau khi Thư Hân nghe Lâm Thanh Diện kể đây là có chuyện gì, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khoái chí, sau đó cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói anh đi ra ngoài trước đi. Lâm Thanh Diện hơi sửng sốt, nói tôi kêu cô đến đây là giải thích giúp cho tôi. Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ giải thích đàng hoàng mà. Anh yên tâm đi tôi sẽ không bắt nạt cô ấy đâu. Thư Hân nói, Lâm Thanh Diện có chút do dự, nhưng mà vẫn nghe lời của Thư Hân, anh xoay người đi ra ngoài hành lang chờ. Trôi qua khoảng 15 phút, Lâm Thanh Diện chờ đến không kiên nhẫn, cửa phòng mở ra một lần nữa. Lâm Thanh Diện nhanh chóng quay người qua nhìn sang, lập tức liền mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy Hứa Bích Hoài và Thư Hân nắm tay nhau đi ra ngoài. Hai người, Hứa Bích Hoài chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói, hừ, chị Thư Hân nói không sai mà, không thể so với mấy người đàn ông thối như anh được, em muốn ăn sáng với chị Thư Hân. Thư Hân cũng hả hê nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, sau đó đi ăn cơm cùng với hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện vẫn luôn luôn ngơ ngác, nhìn dáng vẻ của hứa Bích Hoài chắc là không có việc gì nữa, chỉ là anh không hiểu rốt cuộc Thư Hân làm như thế nào. Một giây trước hứa Bích Hoài còn xem Thư Hân là tình địch, một giây sau vậy mà lại bắt đầu gọi là chị Thư Hân phụ nữ quả nhiên là sinh vật khiến cho người ta không hiểu được. chương 572, cái đổ lòng lang dạ sói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức bữa tiệc của nhà họ Hàn và nhà họ Tô. Trong khoảng thời gian này, hứa Bích Hoài vẫn luôn ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện. Tô Thành Hải đã dựa theo ước định cũng không nói chuyện này cho bà cụ Tô và nhà họ Hàn biết. Bây giờ hai người bọn họ còn đang cho rằng hứa Bích Hoài bình yên vô sự ở nhà họ Tô, ở khách sạn Tân Hải, vì tổ chức bữa tiệc lần này, nhà họ Tô đã bao toàn bộ lầu một của khách sạn, lúc này ở bên trong đang tiến hành trang trí cực kỳ tinh xảo dựa theo yêu cầu của Tô Thành Hải. Ở xung quanh bốn phía của đại sảnh đều có đầy hoa tươi, các kiểu trang trí cũng khá là lãng mạn, nhà hàng Hải Tân còn đặc biệt đổi đèn đuốc thành đèn thủy tinh, toàn bộ ở bên trong đại sảnh đều là màu vàng lấp lánh, những bông hoa nở rộ trông xinh đẹp cực kỳ. Mà ở trên tường đại sảnh của nhà hàng có rất nhiều nơi được che lại bằng rèm, nhìn thần thần bí bí, không biết ở phía dưới rèm là cái gì. Lúc này Tô Thành Hải vẫn còn đang bận rộn kiểm tra cách trang trí của bữa tiệc ở trong đại sảnh, mặc dù nơi này nhìn giống như là bữa tiệc chuẩn bị cho Hàn Đông và Hứa Bích Hoài, nhưng chỉ có ông ta biết được nhân vật chính của bữa tiệc này thật ra là Lâm Thanh Diện. Nhìn chằm chằm vào những cái rèm treo ở trên tường, Tô Thành Hải lại đi tìm nhân viên trang trí để xác nhận một lần nữa, sau khi đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới kêu người mở cửa nhà hàng bắt đầu đón tiếp khách khứa. lúc này có rất nhiều ô tô hạng sang đang dừng ở trước cửa khách sạn của Hải Tân. mối quan hệ thông gia với nhà họ Hàn và nhà họ Tô, đây là chuyện đại sự. những người có chút địa vị ở thành phố Tê thì sẽ không bỏ lỡ được. có thể được nhà họ Tô và nhà họ Hàn thừa nhận, đây là một chuyện đáng để kiêu ngạo. thậm chí có người bởi vì có thể tham gia bữa tiệc lần này để quen biết với những nhân vật trong giới thượng lưu trong xã hội. Họ đã hao tốn một số tiền lớn để mua quà cáp. Lâm Thanh Diện đã sớm xuất hiện ở cửa của nhà hàng Hải Tân, nhưng mà anh cũng không có đi vào, anh cứ đứng ở chỗ này là vì xem xem cậu chủ và gia chủ nhà họ Hàn rốt cuộc là người như thế nào. Trời đã sập tối, đường phố đông đúc xe cộ, tất cả mọi người đều biết tối ngày hôm nay ở nhà hàng Hải Tân sẽ có một bữa tiệc long trọng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết rằng, phía dưới của bữa tiệc này đã sớm sóng cồn mãnh liệt. Không bao lâu sau, trên con đường ở phía trước cửa của khách sạn Hải Tân đột nhiên náo loạn, tất cả những người đến đây xem náo nhiệt đều nhìn về phía cách đó không xa. Ở bên kia có 5 chiếc xe chiếm hết cả làn đường, 4 chiếc xe tách ra ở 4 góc, hộ tống chiếc Porsche màu đen ở chính giữa. Các người mau nhìn đi, mấy chiếc xe đó hiên ngang quá đi thôi, người đang ngồi ở trong xe là ai vậy chứ? Chắc có lẽ là nhà họ Hàn kết thông ra với nhà họ Tô đó, từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua cái tên của nhà họ Hàn, bây giờ thấy phô trương như thế này, chắc là còn lợi hại hơn so với nhà họ tô nữa nhỉ. Chắc là các người không biết rồi đó, thật ra nhà họ Hàn chính là một gia tộc ẩn danh, bọn họ đã xưng bá ở ở thành phố T trong những năm 80, sau này bởi vì thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, cho nên lui ra khỏi sân khấu thành phố T. Nếu như nói lời thật lòng, nhà họ tô quả thật không lợi hại bằng nhà họ Hàn đâu. Một nhóm người khi nghe thấy lời nói này, lập tức như có điều suy nghĩ mà gật nhẹ đầu. Không bao lâu, năm chiếc xe đó dừng ở trước cửa của nhà hàng Hải Tân, người bước xuống từ trong bốn chiếc xe đều là vệ sĩ, người bước xuống trong chiếc xe ở giữa chính là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp và một cậu thanh niên có khí thế tàn bạo. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào hai người đó, anh biết hai người này là hai ba con của nhà họ Hàn, Hàn Tu Phổ và Hàn Đông. Hàn Tu Phổ cũng chẳng có gì đặc biệt, vừa nhìn liền biết là vị lãnh đạo có địa vị cao, sống an nhàn sung sướng. Hàn Đông thì khiến cho hai mắt của Lâm Thanh Diện sáng ngời, cậu trai này nhìn qua cũng không có loại ngu xuẩn như là mấy cậu chủ trong gia tộc lớn, mà ngược lại có một vẻ sắc bén thấu tận trời, mang đến cho người khác một loại cảm giác không thể tùy tiện đến gần được. Hai người Hàn Tu Phổ và Hàn Đông vừa mới bước xuống, lúc này có rất nhiều người vây quanh ở xung quanh hai người bọn họ, trên mặt đều mang theo vẻ nhiệt tình chào hỏi. Hàn Tu Phổ thờ ơ lạnh nhạt nhìn những người này, tùy ý trả lời vài câu rồi lập tức cất bước đi vào trong khách sạn. Đúng lúc này, một cô bé với bộ quần áo rách dưới, trên mặt bẩn thỉu chạy đến trước mặt của Hàn Tu Phổ, dùng một ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào ông ta, mở miệng nói, chú ơi, mong chú thương xót cho con, đã ba ngày rồi con không được ăn cơm, mẹ của con đói đến nỗi không thể đứng dậy được, chú có thể cho con ăn chút gì đó không chú, cứu mẹ của con với. Hàn Tu Phổ nhìn thấy cô bé này thì lập tức nhíu chặt lông mày, sau đó trực tiếp đá một đá lên trên người của cô bé, đá cô bé ra xa mấy mét gần đây thật sự là người nào cũng dám xuất hiện ở trước mắt của tôi thật sự cho rằng nhà họ hàn của chúng tôi đến đây để làm từ thiện hả? hàn tu phổ nói một câu những người đứng xung quanh nhìn thấy hàn tu phổ đá đưa bé kia văng ra xa không có người nào cảm thấy không ổn thậm chí còn có người vỗ tay khen hay khen thân thủ của hàn tu phổ tốt một cước mà có thể đá được cô bé kia ra xa như vậy cái con nhỏ đáng chết này thiếu chút nữa là làm bẩn quần áo của tôi rồi mau đem nó đi đi tránh ảnh hưởng tâm trạng của mọi người. Hàn Tu phổ hùng hổ nói một câu. Những người vệ sĩ đi theo bên cạnh của ông ta lập tức bước qua muốn bắt cô bé lại, ném qua một bên. Cô bé bị Hàn Tu phổ đạp một đạp đã khóc rồi, cô bé vốn cho rằng ngày hôm nay có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ những người có tiền, lại không ngờ tới những người có tiền này lại tàn nhẫn như thế. Bây giờ nhìn thấy những người vệ sĩ đó đang đi về phía của mình, biểu cảm ở trên mặt của cô bé càng hoảng sợ thêm mấy chú ơi con biết sai rồi con đi ngay đây con sẽ không ở đây ảnh hưởng mọi người nữa mấy chú đừng có đánh con nữa mà trên mặt của cô bé tràn đầy cầu khẩn mà nói đương nhiên là bọn họ sẽ không để ý đến lời cầu khẩn của cô bé này đi theo bên cạnh của hàn tu phổ đã lâu bọn họ đều hiểu được những người bình thường cũng giống như là cỏ rác thôi dạng người nghèo kiết xác như là cô bé này cho dù giết đi nữa thì cũng không có người nào sẽ kêu oan cho bọn họ ngay khi một tên vệ sĩ định vươn tay ra bóp lấy cổ của cô bé, một bóng dáng xuất hiện ở sau lưng của cô bé, trực tiếp bế cô bé đó lên. Đường đường là gia chủ nhà họ Hàn, vậy mà lại ra tay với một đứa con nít yếu ớt như thế, chẳng lẽ lương tâm của ông đã bị chó ăn rồi hả? Hai mắt của Lâm Thanh Diện lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hàn Tu Phổ, giọng nói trầm thấp vang vọng ở bên tai của tất cả mọi người. Những người đang cười tươi đứng ở xung quanh lấy lòng của Hàn Tu Phổ nghe thấy giọng nói này, lúc này quay đầu nhìn lại lúc nhìn thấy lâm thanh diện cũng chỉ là một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường nhìn không có gì đặc biệt trong mắt lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn thế nào chẳng lẽ cậu còn muốn vì vậy mà dạy dỗ tôi à để cho tôi ý thức được mình đã làm sai ư hàn tu phổ đã ở vị trí cao trong một thời gian lâu dài mấy chuyện đạo đức thế tục này đã sớm không được ông ta đặt vào trong mắt rồi tất cả mọi người đều nhìn về phía của lâm thanh diện trong ánh mắt đều lộ ra đồng cảm theo cái nhìn của bọn họ, Lâm Thanh Diện đang xen vào việc của người khác, hơn nữa còn là quan tâm đến chuyện của gia chủ nhà họ Hàn, quả thật là đầu óc bị úng nước rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Hàn Tu Phổ, trong mắt lộ ra từng tia lạnh lẽo. Nếu như ngay cả chuyện thương cảm cho kẻ yếu mà ông cũng không hiểu, vậy thì tôi cũng không ngại thay cô bé này mà giáo huấn cái đầu lòng lang dạ sói như ông một trận đâu. Chương 573, chân đá chó Giữ Lâm Thanh Diện vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi. Mắng gia chủ nhà họ hàn lòng lang dạ sói ở trước mặt của nhiều người như vậy, cái người này chán sống bao nhiêu mới có lá gan làm ra chuyện như vậy. Cái thằng nhóc này không phải là đầu óc có vấn đề đó chứ, vậy mà lại chạy đến trước mặt của nhà họ hàn kêu gào, e là cậu ta phải xui xẻo rồi. Mẹ kiếp, quả thật mà không sợ chết mà, cũng dám mắng gia chủ nhà họ hàn là lòng lang dạ sói, cho dù cậu ta không biết gia chủ nhà họ hàn là ai, cũng hẳn phải nhìn thấy lúc nãy phô trương cỡ nào, cậu ta cũng không chịu xem xem người này là người mình có thể trêu chọc được hay không. Chật chật chật, xem ra là cái tên nhóc này không thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai rồi, nếu như cậu ta thức thời, bây giờ quỳ xuống xin tha thứ, nói không chừng gia chủ nhà họ hẳn còn có thể để cho cậu ta chết một cách dễ coi. Hàn tu phổ hít mắt lại nhìn lâm thanh diện một chút, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, dám nói tôi như thế, cậu vẫn là người đầu tiên đó lâm thanh diện nhếch miệng cười với hàn tu phổ nói nhiều năm như vậy rồi mà ông cũng không ý thức được vấn đề của bản thân mình có thể thấy được ông ngu xuẩn bao nhiêu hàn tu phổ không ngờ tới cậu trai trẻ trước mắt lại không đặt ông ta vào trong mắt như thế nụ cười trên mặt lập tức biến mất cả người đều trở nên âm trầm bé gái tràn đầy lo lắng nhìn lâm thanh diện mở miệng nói anh ơi anh không cần phải để ý đến em đâu anh như thế này sẽ bị em liên lụy đó anh mau bỏ em xuống đi, chúng ta không thể chọc bọn họ được." Lâm Thanh Diện cười cười với cô bé, mở miệng nói, "Em yên tâm đi, anh không có chuyện gì đâu, đám người xấu bọn họ đã làm chuyện xấu, phải có người ra mặt trừng trị mới được, nếu không thì trên đời này còn có công lý gì nữa?" Bé gái mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt mờ mịt, "Cái hiểu cái không?" Lúc đầu Lâm Thanh Diện đến đây chỉ là muốn xem xem gia chủ nhà họ Hàn và cậu chủ nhà họ Hàn rốt cuộc là người như thế nào anh cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lúc Hàn Tu Phổ ra tay với bé gái, trong lòng của Lâm Thanh Diện đã đưa ra quyết định tuyệt đối không thể giữ nhà họ Hàn lại được, cái gọi là gia tộc hàng đầu thế giới như thế này, căn bản cũng không xứng tồn tại ở trên đời. Cho dù là như thế nào, tối ngày hôm nay anh cũng sẽ ra tay với nhà họ Hàn, cho nên cũng không cần lo lắng những gì đang xảy ra ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Hàn Tu Phổ hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, nhìn cậu vẫn còn rất trẻ, nói chuyện thì lại giống như là người của thế kỷ trước. Nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi không có ai có thể nói chuyện chính nghĩa, nếu nhất định phải nói thì tôi chính là chính nghĩa. Sòng điệu cứng rắn của Hàn Tu Phổ vừa dứt, những người vệ sĩ đó liền đi về phía của Lâm Thanh Diệt, trên mặt đều mang theo nụ cười lạnh, rõ ràng là rất khinh thường đối với cái tên nhóc đột nhiên xuất hiện tự tìm phiền toái này. Anh ơi, anh chạy nhanh đi, bọn họ có nhiều người như vậy, chắc chắn là anh đánh không lại đâu. Trên mặt của bé gái nhỏ tràn đầy vẻ sốt ruột, la lên với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười với cô bé, lên tiếng nói, ôm chặt anh lại, hôm nay anh trai sẽ để cho em nhìn xem cái gì gọi là chân đá cho giữ. Vừa dứt lời, những người vệ sĩ đó đã lao về phía của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh chóng nâng một chân lên trực tiếp đá vào trên người của một tên vệ sĩ đi trước nhất, tên vệ sĩ kia không phản kháng được gì liền ngã ra phía sau. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng vệ sĩ của Hàn Thu Phổ đã ra tay, chắc chắn là Lâm Thanh Diện sẽ không chống cự nổi ba giây, bây giờ nhìn thấy một màn này, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những tên vệ sĩ không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt cũng không ngờ tới Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy, lúc này không còn khinh địch nữa, lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, muốn đánh cho anh ngã xuống mặt đất. Nhưng mà khiến cho bọn họ không ngờ tới là cho dù bọn họ có nghiêm túc, bọn họ vẫn không thể chịu nổi một cước ở trước mặt của lâm thanh diện hai cánh tay của cô bé ôm thật chặt lâm thanh diện nhìn lâm thanh diện nhanh chóng đánh những tên vệ sĩ kia té xuống đất kinh ngạc há hốc cái miệng nhỏ hàn đông đứng ở bên cạnh của hàn tu phổ chú ý đến động tác của lâm thanh diện lập tức nảy sinh hứng thú với anh là một kẻ điên cuồng chiến đấu sao anh ta có thể không nhìn ra được thực lực của lâm thanh diện trình độ của người này đã có tư cách để đánh với anh ta một trận trong mắt của Hàn Đông lập tức lộ ra cảm xúc kích động. Hai mắt của Hàn Tu Phổ cũng híp lại, nói thầm, không ngờ đến thật sự có tài, khó trách dám phách lối như vậy. "Ba, thực lực của người này không tệ đâu, mấy cái tên vệ sĩ này của ba không phải là đối thủ của anh ta, để con đi bắt anh ta lại, để anh ta bồi tội với ba." Hàn Đông mở miệng nói. Lúc đầu Hàn Tu Phổ đã muốn đồng ý, có điều rất nhanh ông ta lại chú ý đến xung quanh có người đang quay phim chụp ảnh ông ta liền nói một câu với Hàn Đông, thôi bỏ đi, ở đây có nhiều người dòm ngó, với lại bữa tiệc ngày hôm nay cũng là một chuyện tốt, không thể bị một con chuột làm hỗn loạn được, trước hết cứ để cho cậu ta đắc ý một đêm đi, đợi ngày mai xử lý cậu ta sau. Hàn Đông nghe thấy ba của mình nói như vậy, anh ta đành phải dừng lại, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện lại có nhiều thêm vẻ mong đợi. Hàn Tu Phổ nhìn Lâm Thanh Diện, cao giọng nói, được rồi, đều dừng tay hết đi, Chuyện này tôi sẽ không tính toán nữa, cậu trai trẻ nên không hiểu chuyện, tôi không trách cậu ta, chỉ hy vọng là sau này lúc cậu ta làm ra loại chuyện này có thể suy nghĩ đến hậu quả, nếu không thì không chừng một ngày nào đó không thể tỉnh dậy được. Nói xong Hàn Tu Phổ liền đi vào trong nhà hàng, Hàn Đông nhìn thoáng qua một lần nữa, nhớ kỹ diện mạo của người này, sau đó đi theo Hàn Tu Phổ vào trong nhà hàng. Những tên vệ sĩ kia cũng đều dừng lại, không còn đánh đấm với Lâm Thanh diện nữa đám người này lập tức bắt đầu khen hàn tu phổ rộng lược không so đo với bậc con cháu sau đó liền vây quanh theo ông ta đi vào bên trong lâm thanh diện ôm cô bé nhìn hàn tu phổ bước vào trong ánh mắt lộ ra sát khí cô bé nhìn theo bóng lưng của hàn tu phổ mở miệng hỏi một câu anh ơi người đó sẽ bỏ qua cho chúng ta hả lúc nãy ánh mắt của người đó thật là đáng sợ giống như là ông ta sẽ còn tìm chúng ta vậy đó lâm thanh diện mỉm cười sờ lên đầu của cô bé nói em yên tâm đi, cho dù ông ta có ý nghĩ này thì cũng không có cơ hội thực hiện đâu, vào tối ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn cái tên nhà họ Hàn nữa. Rõ ràng là cô bé này không hiểu Lâm Thanh Diện đang nói cái gì, nhưng mà người anh này lại cho cô bé một loại cảm giác rất yên tâm, nếu như anh trai đã nói không sao, vậy thì sẽ không sao. Mẹ của em đang ở đâu, dẫn anh đi gặp một chút đi." Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi. Trong ánh mắt của cô bé lập tức lộ ra một tia cảm kích nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống một lần nữa. Sau đó Lâm Thanh Diện thả cô bé này xuống để cho cô bé dẫn mình đi đến nơi mẹ của cô bé ở, đó là một cái gầm cầu, ở bên trong có một người phụ nữ luống tuổi đang nằm đó. Sau khi Lâm Thanh Diện đến thì nhanh chóng đưa nước và thức ăn mua được ở trên đường cho người phụ nữ, để cho cô ta nhét đầy cái bao từ trước. Sau đó anh để lại một khoản tiền cho hai mẹ con này, mặc dù là không nhiều, nhưng mà sẽ không để cho bọn họ đói bụng. Sau khi sắp xếp xong cho hai mẹ con, lúc này Lâm Thanh Diện mới đi đến nhà hàng Hải Tân. Trước khi đi, cô bé còn dập đầu với Lâm Thanh Diện mấy cái, đồng thời đồng ý với Lâm Thanh Diện sau này nhất định sẽ cố gắng đàng hoàng, tương lai sẽ đến báo đáp Lâm Thanh Diện. Đương nhiên là Lâm Thanh Diện không đặt những lời nói này ở trong lòng, bây giờ anh muốn trở về nhà hàng Hải Tân bắt đầu kế hoạch tiêu diệt nhà họ Hàn. Chương 574, coi như cũng biết thân biết phận. Đại sảnh của nhà hàng Tân Hải. Tất cả mọi người đều đi theo Hàn Tu phổ bước vào bên trong, có không ít người vẫn còn đang bàn tán chuyện lúc nãy, trong miệng thì mắng Lâm Thanh Diện không biết tốt xấu, thừa cơ lấy lòng người nhà họ Hàn. Lúc này bà cụ Tô đang đứng ở trong đại sảnh, vì đón tiếp bữa tiệc lần này, bà cụ Tô dùng hết tất cả quần áo và đồ trang sức quý giá nhất của mình, dùng cái này để bộc lộ ra vẻ tôn quý của mình. Nhìn thấy Hàn Tu phổ được người khác vây quanh đi vào, Bà Cụ Tô lập tức điều chỉnh lại diện mạo của mình, vẻ mặt tươi cười chào đón ông ta. Gia chủ nhà họ Hàn, đã lâu không gặp, ông thật sự càng ngày càng phong lưu phóng khoáng, người đã trung niên mà còn có thể duy trì khí chất như vậy, quả thật là càng ít thêm ít mà. Bà Cụ Tô cười nói. Hàn Tu phổ chắp tay với bà Cụ Tô, mỉm cười đáp lại, "Bà Tô nói đùa rồi, tinh thần của bà mới là tốt đó, thật sự là càng ngày càng trẻ tuổi mà." Bà cụ Tô nhận được lời tán dương của gia chủ nhà họ Hàn, trong lòng đương nhiên mở cờ trong bụng, nhanh chóng khen Hàn Tu phổ vài câu. Hàn Tu phổ chỉ trả lời vài câu tượng trưng, đối với bà cụ Tô, biểu hiện của ông ta cũng không phải lạnh nhạt, nhưng mà cũng không phải nhiệt tình bao nhiêu. Mặc dù bữa tiệc ngày hôm nay là vì thông gia của hai nhà, nhưng mà trong lòng của mọi người đều hiểu rõ được tính toán ở trong lòng của mình, thực lực của nhà họ Hàn mạnh hơn so với nhà họ Tô. Nhà họ Tô lại gả con gái đi, thái độ của Hàn Tu phổ đối với bà cụ Tô ngạo mạn một chút cũng có thể hiểu được. Hôm nay cậu em Thành Hải không đến à, sao không thấy bóng dáng của ông ấy đâu vậy? Hàn Tu phổ mở miệng hỏi một câu. Đến rồi đến rồi, một bữa tiệc quan trọng như vậy sao nó có thể không đi được chứ? Lúc nãy nó còn đang đứng ở đây nói chuyện với tôi, ai biết là chạy đi đâu nữa rồi. Bà cụ Tô nói xong còn quay đầu nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bóng dáng của Tô Thành Hải đâu. A, thật ra thì ông có gặp nó hay không cũng không quan trọng, chuyện này hôm nay ông chỉ cần thỏa thuận với tôi là được rồi, cũng chẳng có vấn đề gì." Bà cụ Tô lại nói một câu, trong giọng nói tràn ngập vẻ không thèm quan tâm đến Tô Thành Hải. Bộ dạng kia dường như là đang nói ở nhà họ Tô, bà ta nói thì mới được tính, cái người được gọi là gia chủ như Tô Thành Hải có hay không thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hàn Tu phổ gật gật đầu, ông ta cũng hiểu rõ ràng tình huống của nhà họ Tô. Cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Đây là con trai của tôi Hàn Đông." Hàn Tu phổ đưa tay chỉ Hàn Đông đang đứng ở một bên, mở miệng nói. Bà cụ Tô nhìn chằm chằm vào Hàn Đông, lập tức cười nói, quả là một cậu trai tuấn tú đẹp trai, bộ dạng và khí chất như thế này, cùng với tiểu Nhu nhà chúng tôi quả thật rất xứng đôi với nhau. Hàn Đông chỉ lạnh lùng nhìn bà cụ Tô một chút, cũng không nói cái gì cả, trong đầu của anh ta vẫn còn đang nhớ đến người lúc nãy mới ra tay ở cửa nhà hàng nghĩ đến chờ ngày hôm nay qua đi, nhất định phải tìm cho ra người kia so chiêu với anh ta. Nếu như ngày hôm nay là bữa tiệc gặp mặt của con trai tôi và con gái nhà họ Tô, có phải là bà nên mời vợ chưa cưới của Hàn Đông ra không? Hàn Tu Phổ nhìn chằm chằm vào bà cụ Tô rồi nói một câu. Lúc này bà cụ Tô gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía muốn tìm kiếm Tô Thành Hải, dù sao thì hứa Bích Hoài đang ở chỗ của Tô Thành Hải, bà cụ Tô cũng không biết hứa Bích Hoài đang ở đâu. Chắc Tiểu Nhu đi theo Thành Hải, cũng không biết là Thành Hải đang đi làm cái gì, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, nó đúng là một đứa không có tác dụng gì hết. Bà Cụ Tô lẩm bẩm một câu. Hàn Tu Phổ nghe thấy lời nói của bà Cụ Tô thì lập tức nhíu mày, không ngờ tới người nhà họ Tô lại để bọn họ chờ ở đây, cái này đối với Hàn Tu Phổ mà nói chính là đang khiêu khích huy nghiêm của ông ta. Lúc này Hàn Tu Phổ cũng chú ý tới rèm sân khấu treo ở trên tường, mở miệng hỏi, bà Tô, không biết mấy tấm rèm ở trên tường đó là được dùng để làm gì vậy." Bà cụ Tô quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái rèm đó, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói, "Những cái này đều là do Thành Hải bố trí, tôi cũng không biết là được dùng để làm gì nữa, chắc có lẽ là Thành Hải chuẩn bị cho mọi người một niềm vui nho nhỏ ấy mà." Hàn Tu phổ lập tức cười lạnh một tiếng, rõ ràng ông ta cảm thấy bất mãn đối với những gì nhà họ Tô đã làm. "Ba, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, có gặp hay không cũng không đáng kể." cho dù có cưới về thì cũng chỉ dùng để cho con tiếp dục thôi cũng không có gì khác nhau so với những người dùng tiền là có được con thấy là chúng ta cứ trực tiếp đi về luôn đi hàn đông nói sắc mặt của bà cụ tô lập tức thay đổi nhanh chóng mở miệng nói hai người đừng có gấp mà để tôi đi kêu bọn họ dẫn tiểu nhu tới đây nói xong bà cụ tô trực tiếp hắng giọng la lớn một tiếng tô thành hải cậu đang ở đâu vậy hả nhanh cút ra đây cho tôi coi lúc này có một người đi đến trong đám người chính là tô thành hải đang không dám đối mặt với bà cụ tô. ông ta là lựa chọn giúp lâm thanh diện thì tương đương với việc sẽ đứng bên phe đối lập với nhà họ hàn. vào thời điểm này đương nhiên ông ta có thể ít tiếp xúc với nhà họ hàn thì ít tiếp xúc. cho nên lúc hàn tu phổ vừa mới bước vào ông ta liền chui vào trong đám người trốn tránh. bà cụ tô nhìn thấy tô thành hải lập tức chất vấn một tiếng con gái của cậu đang ở đâu hả? cậu quên hôm nay là ngày gì hả? sao còn không nhanh dẫn nó nói tới đây đi? Tô Thành Hải nhìn bà cụ Tô, sau đó lại nhìn Hàn Tu Phổ một chút, nuốt nước bọt, mở miệng nói, mẹ. Bây, bây giờ con cũng không biết Tiểu Nhu đang ở đâu nữa. Hai mắt của bà cụ Tô lập tức trừng lớn lên, nói cậu nói cái gì hả, nó là con gái của cậu, sao cậu có thể không biết nó đang ở đâu được chứ? Tô Thành Hải bất đắc dĩ thở dài, bây giờ hứa Bích Hoài đang ở trong tay của Lâm Thanh Diệt, sao ông ta có thể biết được bây giờ hứa Bích Hoài đang ở đâu chứ? Bà cụ Tô à, nhà họ tô của bà rốt cuộc là có ý gì đây hả? Tôi đã đồng ý để cho con trai của tôi cưới con gái nhà họ tô của bà, như thế là đã cho các người mặt mũi rồi, bây giờ các người còn làm như thế này với tôi là có ý gì hả? Chẳng lẽ cô cả nhà họ tô của các người cảm thấy con trai của tôi không xứng với cô ta, cho nên không chịu ra đây hả. Hàn tu phổ lạnh giọng mở miệng nói. Bà cụ tô lập tức sốt ruột, nhanh chóng giải thích nói, gia chủ nhà họ Hàn, nhà họ tô chúng tôi tuyệt đối không có ý này đâu, tất cả những chuyện này đều là do cái tên phế vật Tô Thành Hải này làm việc không có hiệu quả, tôi cũng không biết là nó đang làm ra cái trò chống gì nữa. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, trên mặt của ai cũng đều là vẻ thắc mắc. Đúng lúc này, cửa nhà hàng lại bị người khác đẩy ra, sau đó ba bóng dáng đi vào bên trong, chính là Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài và Thư Hân. Ba người bọn họ đi thẳng vào trong đại sảnh, bước chân dừng lại trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Hàn Tu phổ cũng nhìn qua phía của Lâm Thanh Diện, sau khi nhìn thấy người bước vào là cái người lúc nãy gây phiền phức cho ông ta, hai mắt cũng nheo lại. Lâm Thanh Diện nhìn vào ông ta một lát, sau đó mở miệng cười nói, không ngờ tới là người nhà họ Hàn cũng coi như là biết thân biết phận đó, lấy cái đạo đức này của con ông, đương nhiên không xứng với Bích Hoài rồi. Còn có bọn người nhà họ Hàn sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn đứng đây nghĩ đến chuyện lấy vợ. Chương 575, ảnh chụp Mọi người có mặt ở đây đều bị thu hút bởi ba người đột nhiên bước vào, sau khi bọn họ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói chuyện, trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn kinh, không ngờ đến lại có người dám nói những lời này ở trước mặt của gia chủ nhà họ Hàn. Những người lúc nãy đã từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở bên ngoài cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ vô cùng khó hiểu trước hành động của Lâm Thanh Diện, không hiểu Hàn Tu phổ cũng đã bỏ qua cho anh một lần rồi, tại sao anh còn muốn chạy về mà tự tìm đường chết? Bà cụ Tô vừa liếc mắt một cái liền chú ý đến Hứa Bích Hoài ở bên cạnh của Lâm Thanh Diệt, nhanh chóng đưa tay ra chỉ vào cô rồi nói: "Cô gái kia là tiểu Nhu đó, sao nó lại ở cùng với cái thằng nhóc cuồng vọng này hả? Con còn không bước nhanh qua đây giải thích một chút đi." Tô Thành Hải nghe thấy lời nói của bà cụ Tô, trực tiếp cúi thấp đầu, giống như là không nghe thấy vậy. Hai người Hàn Tu Phổ và Hàn Đông cùng đánh giá Hứa Bích Hoài một chút, hai người bọn họ cũng chú ý tới Thư Hân đang đứng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diệt đối diện với đóa hoa giao tiếp của thành phố T, nhà họ Hàn vẫn có chút hiểu biết. Bà cụ Tô thấy Tô Thành Hải không trả lời vấn đề của bà ta, cả gương mặt đều là vẻ sốt ruột, nhìn về phía hứa bích hoài rồi hô, Tô Tâm Nhu, con nhanh chóng đi đến đây cho ta, ngày hôm nay là bữa tiệc gặp mặt của con với cậu chủ Hàn, sao con lại đi chung với đám người dở dở ương ương như thế này hả? Hứa Bích Hoài nhìn bà cụ Tô, trên mặt mang theo phẫn nộ, lúc đó những gì mà người nhà họ Hàn làm cô cũng đã đều nhìn thấy hết tất cả là một cô gái hiền lành, sao cô có thể quen biết với loại người này được chứ? Hơn nữa sau khi biết hết toàn bộ sự thật, hứa Bích Hoài đã không còn bất kỳ cảm giác tốt đẹp gì với bà cụ Tô. Tên của tôi là hứa Bích Hoài, không phải là Tô Tâm Nhu như bà đã nói, cuộc sống hơn 20 năm qua của tôi căn bản không có bất cứ mối quan hệ nào với nhà họ Tô của bà, bà nằm mơ đi rồi coi tôi là công cụ để bà lấy lòng nhà họ Hàn. Hứa Bích Hoài mở miệng nói, sắc mặt của bà cụ Tô thay đổi mãnh liệt, không ngờ đến hứa bích hoài lại nói ra những lời như vậy mồ hôi lạnh vúa ra ở trên trán cô đứng đây nói hưu nói mượn cái gì vậy hả tôi thấy đầu óc của cô bị nước vào rồi đó cô đi đến đây nhanh cho tôi nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô bà cụ tô nổi giận đùng đùng nói hứa bích hoài đứng yên tại chỗ không nhúc nhích có lâm thanh diện ở đây cô cũng không sợ uy hiếp của bà cụ tô nữa hàn tu phổ quay đầu nhìn bà cụ tô một chút lạnh giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là có ý gì vậy hả? Tại sao cô ta lại có một cái tên khác nữa? Bà cụ Tô có chút lúng túng nhìn Hàn Tu phổ một chút, nói, gia chủ nhà họ Hàn, những thứ này đều là do cái thằng nhóc không rõ lai lịch đó ăn nói lung tung, cậu ta đã bắt cóc Tô Tâm Nhu, rồi lại lừa gạt con bé, người này cố tình chống đối với nhà họ Tô chúng tôi. Lúc này bà cụ Tô nhớ đến Tô Thành Hải từng đề cập Lâm Thanh diện với bà ta, lúc đó bà ta căn bản cũng không đặt Lâm Thanh diện vào trong mắt bà ta nào có thể nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại gây ra phiền phức lớn cho bà ta vào thời điểm này. Thằng nhóc này mau thả con bé về đây cho tôi, cậu cũng đã biết ngày hôm nay là bữa tiệc gặp mặt của con bé với cậu chủ nhà họ Hàn, cậu làm như vậy không chỉ sẽ đắc tội với nhà họ Tô của tôi, mà sao còn đắc tội với nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn cũng không phải là người mà cậu có thể tùy tiện trêu chọc được, nếu như cậu không biết tốt xấu, vậy thì cuối cùng cậu sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bà cụ Tô cất cao giọng nói bén nhọn của mình. Tôi đã nói rồi, cái người được gọi là cậu chủ nhà họ Hàn căn bản cũng không xứng với cô ấy, hơn nữa Bích Hoài là vợ của tôi, tôi dựa vào cái gì mà phải giao cô ấy cho các người chứ?" Lâm Thanh Diện cười lạnh nói. "Cậu nói bậy bạ cái gì đó hả? Cậu là một tên nhà quê không biết xuất hiện ở nơi nào, vậy mà cũng dám đánh chủ ý lên con gái nhà họ Tô của chúng tôi." Bà cụ Tô tức giận sắc mặt đỏ bừng, hai tay đều run rẩy. Lâm Thanh Diện hơi hít mắt lại, cũng không tiếp tục nói nữa mà là vỗ vỗ tay của mình, sau đó cái rèm vốn dĩ đang được treo ở trên tường lập tức rơi xuống hết. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy ở trên tường đều là những bức ảnh xinh đẹp, trong ảnh chụp đó toàn bộ là thời điểm mà Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài đẹp nhất. Ở bên trong có sơn trang thiên vân, ở trong vô số hoa tươi, Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài đối mặt với nhau, còn có ở trong lâu đài thủy tinh, Lâm Thanh Diện thâm tình ôm nhau với hứa bích hoài, có ảnh chụp hai người bọn họ cùng nhau nấu cơm ở trong nhà, có ảnh là Lâm Thanh Diện chụp dáng vẻ của Hứa Bích Hoài lúc nghiêm túc làm việc ở trong công ty. Mà ở chính giữa đại sảnh là ảnh chụp đám cưới của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài được kết thành những đóa hoa tươi, bộ dạng giống như ở trong lâu đài thủy tinh. Tất cả mọi người đều bị những hình ảnh này làm cho rung động, trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những bức ảnh xinh đẹp của Lâm Thanh Diện với Hứa Bích Hoài được lưu giữ lại ở trên tường thậm chí còn có một loại cảm xúc cảm động xuất hiện ở trong lòng của bọn họ. Trước khi đến đây, hứa Bích Hoài cũng không biết Lâm Thanh Diện có chuẩn bị như thế này, lúc những hình ảnh này xuất hiện ở trước mắt của cô, cô cũng bị rung động thật sâu. Những bức ảnh này như là từng tiếng từng tiếng gợi lại những ký ức ở trong đáy lòng của cô, như muốn đánh thức những ký ức vụn vặt trong tâm trí của cô. Không bao lâu, hứa Bích Hoài có chút kích động che kín miệng của mình, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra từ đôi mắt của cô. Thư Hân nhìn những tấm ảnh này trong lòng cũng cảm khái không thôi. Cô ta không ngờ đến ở giữa Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại có nhiều khoảng thời gian lãng mạn tốt đẹp như vậy. Đồng thời cũng hiểu tại sao Lâm Thanh Diện lại không thay đổi vì sắc đẹp của ai khác. Hóa ra là cái tên này yêu vợ của mình sâu sắc như vậy. Bà cụ tô nhìn thấy những hình ảnh này, thân thể tức giận run rẩy. Bà ta bước nhanh đi đến cạnh tường, muốn lấy những bức ảnh này xuống, nhưng mà bà ta tuổi già sức yếu, phát hiện mình căn bản cũng không chạm được vào ảnh chụp các người còn thất thần ở đó làm gì, mau lấy mấy tấm ảnh chụp này xuống hết cho tôi, tất cả những điều này đều là giả. Bà cụ tô mở miệng hét, mà ở hiện trường lại không có ai đáp lời bà ta. Lúc này hai ba con nhà họ Hàn cũng giận dữ bốc khói đến tận đầu, bọn họ không có ai ngờ tới, đứa con gái của nhà họ tô muốn gả vào nhà của bọn họ lại là vợ của người khác. Bà cụ tô vội vàng đi đến trước mặt của Hàn tu phổ, muốn giải thích với Hàn tu phổ, mở miệng nói, gia chủ nhà họ Hàn, Mấy thứ này đều là giả, những cái này đều là do thằng nhóc này làm giả hết, ông không thể tin được. Hàn Tu phổ trực tiếp đạp một đạp lên trên người của bà Cụ Tô, khiến cho bà ta bị ngã xuống mặt đất. Bà thật sự cho rằng nhà họ Hàn của chúng tôi đều là kẻ ngu à? Bữa tiệc này là do nhà họ Tô của bà chuẩn bị, những hình ảnh này có thể xuất hiện được ở đây, chẳng lẽ không phải là ý của người nhà họ Tô bà à? Tôi thấy là do các người bắt tay với nhau, xem nhà họ Hàn của tôi như đồ đần để đùa bỡn. Hàn Tu Phổ tức giận nói. Bà cụ Tô chịu đựng cơn đau kịch liệt ở trên người của mình, sau khi nghe thấy lời nói của Hàn Tu Phổ, lập tức nhìn sang phía Tô Thành Hải. Bữa tiệc này là do Tô Thành Hải đã chuẩn bị, những bức ảnh này có thể xuất hiện được ở đây, chắc chắn là do Tô Thành Hải đã cho phép. Tô Thành Hải cậu có ý gì hả? Tại sao cậu lại đặt những bức ảnh chụp này ở đây, là muốn đưa nhà họ Tô vào chỗ chết à? Tô Thành Hải bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói với bà cụ Tô, mẹ à, là do mẹ chấp mê bất ngộ, con đã sống dưới sự áp bức của mẹ nhiều năm như vậy, bây giờ con không muốn mẹ cứ xoay con vòng vòng một giây phút nào nữa, tất cả những chuyện này đều là do nghiệp của mẹ mà ra. Nói xong, Tô Thành Hải liền quay người, đi đến sau lưng của Lâm Thanh Diện thì dừng lại. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 575